Ủa lấy cái sao iPhone số cho mẹ 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 xin lại rồi. Tên iPhone này đấy. Tên iPhone này. Con này. Tên iPhone này. Con này. Like sao con like được? Con like được không? Được. Rồi vậy chứ like đồ bộ thể thao nha. Ok mẹ. Đây là lấy iPhone xuống đi, xe like nè. Hôm qua mẹ cho con like đúng không? Rồi mọi người ơi, xe like đi mọi người ơi. Xe like đi đầu like tặng cho mọi người một con mắt kính nam nha mọi người nha. Tặng cho mọi người một con mắt kính nam ha. Nếu mà ai chưa chốt được mắt kính nam thì hôm nay chốt mắt kính nam nha. Mình tặng mắt kính nam cho mọi người nè, còn mấy hộp nè. Trời ơi, cái này lấy bỏ đâu để rất là dễ. Kính đi. Không biết tặng gì đâu, like tặng mọi người mắt kính nha. Rồi nhanh tay xe like giùm em. Rồi em tặng cho mọi người cái mã mắt kính này với giá nè. Coi thì còn cái nào còn nhiều thì tặng đều cho mọi người nha. Mẹ like hết mắt kính mẹ cho like nha. Ừ. Rồi là bây giờ biết sao, bây giờ còn một ít mắt kính nè, mình tặng hết cho mọi người nha. Mình tặng cho mọi người để coi thử coi nào. Rồi bạn nào hiện logo chia sẻ đi, mình tặng luôn cho mọi người với giá là 3 kính nữ này nói chung là gọng dẻo nha, bao xịn nha mọi người luôn nha. Gọng dẻo như vậy nha, dặm không gãy không bể nha mọi người nha. Nè nó xẹp như vậy nè, mà da beo như vậy nha, siêu đẹp cho mọi người luôn ha. Siêu đẹp cho mọi người luôn nha. Đây, có đính đá luôn đây nha mọi người nha. Rồi mình tặng cho các tình yêu 9k nha. Với điều kiện là bạn nào xe đủ lượt mình tặng 9k nha mọi người nha. Tặng mọi người chỉ với giá là 9k thôi nha mọi người nha, 9k giùm em. Cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Nói chung là cái gọng dẻo siêu đẹp luôn. Nói chung là siêu siêu sướng nha mọi người luôn nha. Em tặng cho mọi người 9k thôi. À 9k. Nó mềm như vậy nha mọi người, dặm cũng không gãy nha mọi người. Đây nè, mình bao cho mọi người luôn nha. Cho dặm luôn không gãy nha, đó nè, mọi người thấy không? Nó mềm kinh khủng luôn nha. Cái này nó mềm cực kỳ luôn nha. Rồi mọi người nhanh tay xe like nha. Ít nhất là 2 lần lên trang cá nhân nha mọi người nha. Và mình sẽ chốt hạ cho những bạn nào xe đủ 10 lần vô hội nhóm cho mình nha. Cứ 2 lần lên trang cá nhân 10 hội nhóm mình tặng đều hết, không chừa một bạn nào nha. Nói chung là bao nhiêu bạn mình sẽ tặng cho bấy nhiêu con nha. Nói chung là rất là nhiều, có kính nam nữa nha. Chút xíu mình sẽ tặng hết kính nam luôn cho mọi người nha. Rồi nhanh tay lên đơn giùm mọi quân, nhanh tay xe like rồi comment mã tặng 9k kèm số điện thoại giùm mình nha. Sướng lắm, đây nè, đưa cho mọi người coi nè, đây nè, nó như vậy nè mà nó mềm như vậy nha mọi người nha, không gãy nha, nè không gãy nha. Đá nha mọi người nha, bao đẹp cho mọi người luôn ha. Nói chung là rất là đẹp nha, đây. Đá nha mọi người nha, đây. Da beo mà đá siêu đẹp cho mọi người luôn. Với giá chỉ có 9k thôi nha mọi người nha, 9k giùm mình. 9k ưu tiên cho bạn nào xe 2 lần trang cá nhân và 10 hội nhóm nha. 10 hội nhóm mình sẽ tặng 9k nha. Rồi chờ xíu mình sẽ like mình vô mình tặng cho mọi người nha. Nói chung là còn nguyên một hộp luôn, mình sẽ tặng 9.000 với điều kiện là phải xem 2 lần trang cá nhân và 10 hội nhóm cho mình nha. Bạn nào ít nhất là 10 hội nhóm cho mình nha. Rồi chờ xíu mình xe xong rồi là vào luôn nha mọi người nha. Xe xong rồi vô luôn. Chờ xíu nha mọi người. Chờ xíu nha mọi người nha.
Kì vậy ta. Rồi cứ xe đi nha mọi người, chờ mình chút xíu ha. Chờ trong giây lát hôm nay tặng luôn cho mọi người là đồ bộ bé, đồ bộ thể thao là 4 bộ 100k với đồ bộ mình đang bận nha. Hôm nay xã đồ bộ đang bận đồ bộ dài nha. Rồi từ từ chờ mình xe like đi nha mọi người. Chờ xe like chút xíu ha các tình yêu ha. Rồi nhanh tay nhận quà nha mọi người nha, tặng đều quá cho mọi người nha. Có kính nam này nha mọi người, có mắt kính nam luôn nha các tình yêu nha. Có mắt kính nam luôn, nó nằm trong lô, nó có nó còn sót lại một ít mắt kính mình tặng hết cho mọi người nha. Với điều kiện là chỉ có 9k thôi, với điều kiện là mọi người xem hai lần trang cá nhân và 10 hội nhóm là được nha mọi người nha. Rồi là vô comment giùm mình là mã tặng tặng kính 9k giùm mình kèm số điện thoại nha. Tặng kính 9k giùm mình ha, kèm số điện thoại là được nha mọi người nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình coi thử kiểm tra lượt xe nha, mình kiểm tra này nè mấy con. Kiểm tra lượt xe rồi mình đập tên nha. Cái nào mọi người rớt rồi mọi người khỏi sợ gãy, khỏi sợ đồ nha. Lỡ mọi người có đi nghe qua mọi người dặm cũng không sợ gãy luôn nha mọi người nha. Cái này rất là xịn luôn nha. Cái này nó bóng kinh khủng luôn á. Cái này bóng lắm. Rồi tắt tên bạn bè vô đi mọi người ơi. Mọi người có ai có bạn bè tắt tên vô nha. Coi thử sao lượt xe nó chưa hiện lượt xe coi. Chờ một xíu nha mọi người, chờ một xíu nha. Chờ một xíu nha mọi người nha. Tặng 9k cho Nhi Bảo. Từ từ mẹ đập, mẹ coi thử lượt xem, mẹ sẽ đập nha, đập lần lượt nha mọi người nha. Đập lần lượt tặng hết trơn luôn á, mình tặng hết nha. Rồi bạn mình có bạn bè nào mà có bạn bè nào kêu mở lượt xe để chờ xíu nha, mở lượt xe xong đập tên luôn nha. Nói chung là ai đã mua hàng bên mình là biết rồi nha. Nói chung ai đã mua hàng bên mình là biết rồi ha. Nói chung cái số lượng mà mình tặng là không giới hạn đâu. Nói chung là cứ mọi người xe đủ lượt là mình sẽ tặng cho mọi người thôi nha. 9.000 cũng như là tặng công cho mọi người rồi, chứ đâu có phải là tốn tiền gì đâu ha. Thích hợp cho mọi khuôn mặt luôn, siêu đẹp luôn. Như vậy nè, mềm êm đến sướng. Cái này nó gọng nó mềm cực kỳ luôn. Đúng rồi, thả like thả tim cưng quá à. Ai dễ thương dữ vậy rồi ha. Rồi chờ xíu mình mở lượt xe ra mình đọc luôn nha. Những bạn nào có bạn bè tát tên vô đi để vô nhận quà nha mọi người ơi. Chỉ có 9k thôi, không ở đâu có mà giá như của shop mình đâu ha. Xíu nữa tặng hết nha mọi người nha, xíu nữa tặng hết. Pyjama của mình đang bận mới về nè, rất là dễ bận luôn, siêu đẹp luôn. Rồi kêu mở lượt xe lại đi nè. Rồi chờ xíu nha, 2 giây nữa. 2 giây nữa nha mọi người nha. Những bạn mà đơn chưa mà kiểu như là đơn Bình Dương á thì chờ mình nha mọi người nha. Chờ cỡ khoảng ngày nay, do ngày nay là mình đi lấy hàng mình mới về nè. Thành nên là để coi mai mốt thì ngày mai chắc mai đi được rồi. Hôm nay thì đi được rồi nè, nhưng mà do là mình bận á thành nên là chưa có đơn, những bạn đơn Bình Dương chưa đẩy nha mọi người nha. Ủa chứ đâu rồi? Chờ ông trên lầu mà, sao ông kêu to lên, kêu mở lượt xe nhanh đi. Trên lầu á chứ đâu, trên lầu 2, lầu 3 gì á. Coi thử ba trên lầu nào, vòi bé. Con không biết nữa ba chú. Kêu đại đi, mở lượt xe nhanh đi, khách người ta chờ kìa, lẹ lên. Con gọi luôn à. Thì đây. Rồi, tặng mắt kính này nha. Kiểm tra cho nó không thấy luôn hả? Trên máy tính không thấy hả? Mở lại thử đây, thấy chưa? Ba ơi, mở lượt xe. Rồi, thấy rồi nè, thấy Phan Hạnh nè. Thấy Phan Hạnh, thấy cỏ may nè. Rồi bây giờ lần lượt nó đang hiện lên nha mọi người nha. Lần lượt nó đang hiện lên á, chờ chút xíu nha. Chờ chút xíu nó đang hiện lên nè. Hiện tại là thấy Hoa Cỏ May xe nè, Phan Hạnh xe nè, Lê Thị Nhung xe nè. Nói chung nó đang lần lượt, nó đang lật lượt lên nha mọi người nha. Nó đang lần lượt lên, chờ chút xíu mình tặng hết. Tặng hết, sẵn hết cho mọi người nha, yên tâm nha. Bạn nào mà cứ chia sẻ là mình đọc tên nha mọi người nha.
ở trên máy tính chắc nó lên nhanh hơn á, ở đây nó lên chậm hơn nè, ở đây lên chậm hơn nè. Ra đơn nha. Bạn nào xem bao nhiêu nhóm nào comment giùm mình luôn ha. Rồi nè, thấy Trương Thị Yến nè comment nè, thấy Trương Thị Yến nè, thấy gì đúng rồi, tát tên vô đúng rồi, Trương Thị Yến em tát tên vô đúng rồi, tát tên vô đi mọi người ơi, tát tên để vô nhận quà chứ gì chân á, tát tên để vô nhận quà nha mọi người nha. Thấy mùa hè nè, thấy Nhi Bảo nè, mở ra lại thử coi, mở ra lại thử thấy chưa. Diễm Anh ơi, hôm nay nhận được hàng chưa? Diễm Anh ơi, hôm nay em nhận được hàng chưa dạ cưng ơi? Hôm nay nhận được hàng chưa? Mọi người cứ từ từ nha, tâm sự chút xíu nha mọi người nha. Hôm nay là Sài Gòn nó cho thả cửa rồi, nhưng mà mọi người hả, cẩn thận nha, chứ bây giờ dịch nó còn rất là nhiều luôn nha mọi người nha, đừng có chủ quan. Trời, hôm nay đi về xong tắm hết chai cồn luôn, trời tắm mà xịt lên ướt hết mình mẩy luôn. Sợ kinh khủng, nhưng mà về công việc phải phải đi, nhưng mà đi rất là kỹ luôn á. Trời ơi, bịt ba cái khẩu trang, một cái khẩu trang tre hết, không còn cái lòi hai con mắt ra thôi. Mà bịt một lần ba cái khẩu trang vậy đó, mà về mà tắm hết luôn cái chai cồn luôn. Rồi rồi rồi, chờ chút xíu nha, chờ chút xíu, chờ xíu tặng 9k rồi mở lên lại thì coi được chưa. Rồi ok nha, rồi Phan Hạnh comment đi nè, Phan Hạnh nè, Ngọc Ngọc nè, Trương Thị Yến nè. Rồi những bạn kia sao mới có một lần, hai lần, hay là nó chưa lên ta, hệ thống nó chưa lên ta, hệ thống chưa lên hay sao á, mới một lần hai lần chỉ có Ngọc Ngọc là xe nhiều nè, Ngọc Ngọc với Phan Hạnh là xe nhiều nhất nè, Ngọc Ngọc với Phan Hạnh nè. Rồi ít nhất hai lần trang cá nhân giùm mình nha các bạn yêu nha, ít nhất hai lần trang cá nhân giùm mình. Bông Mai Hồng đơn hình như xả ra hết trơn rồi mà cưng ơi, hôm bữa nhân viên gọi rồi là kêu là em kêu là không nhận đơn gì đó, nó xả ra hết trơn rồi, cái đơn của em nó xả ra hết trơn rồi nha Bông Mai Hồng ơi. Nhân viên nhà chị gọi rồi là em nói sao á, nó kêu là em kêu xả đơn, nó xả hết đơn của em ra rồi. Ok, chị like đồ bộ chị đang bận luôn nha, đồ bộ đang bận, hôm nay giá siêu rẻ luôn, không đẩy được lượt view lên, trời ơi lên không nổi luôn mọi người ơi, chỉ có 9k mà lên không nổi luôn nè các tình yêu ơi. Mắt kính như có 9k thôi mà lên không nổi, đồ bộ pyjama đang bận là lụa nha mọi người nha, bộ lụa nha. Hôm nay giá rẻ giật mình luôn ha, giá rẻ giật mình luôn ha. Rồi chờ chút xíu nha mọi người nha, chờ chút xíu. Rồi Ngọc Ngọc comment đi Ngọc ơi, comment để chị tặng nè, nhớ nha. Ngọc Ngọc này, Phan Hạnh nè, rồi Hiếu Thuận nè, Hiếu Thuận xe là trang cá nhân em chị đi nè. Trương Thị Yến nè em ơi, xe thêm nè, Trương Thị Yến không được nè, 9k nè, tặng luôn nha Trương Thị Yến luôn nha. Hiếu Thuận xe hai làn trang cá nhân em chị đi Hiếu Thuận ơi, xe hai làn trang cá nhân nha. Rồi chuẩn bị mình đập nha mọi người nha, đập tặng 9k giùm mình nha. Mình sẽ lên bộ đang bận rất là nhiều hình, nhiều hoa văn nha mọi người nha, đồ dài nha mọi người ơi, siêu đẹp luôn ha, siêu đẹp luôn, form rất là đẹp, vải cực kỳ đẹp nha, vải lụa siêu đẹp luôn nha mọi người ơi, form rất là đẹp, chuẩn form luôn nha mọi người nha, chuẩn form mọi người nhìn. Do cái này là mình cao 1m65 nha, nếu mà ai mà thấp thấp chút xíu là bận nó dài dài lắm á, bận như mình nha. Do là mình cao quá thì cho nên là mình bận chỉ có body nó đẹp, nhưng mà dài cũng rất là đẹp mà, đúng mọi người. Coi cài lại á, những cái phần slide đó, coi cài lại cả 2-3 lần là nó có rồi. Nè mở ra thử coi con. Vô phần slide. Nhưng mà ý là cài luôn đi để mai mốt nó khỏi bị. Nó kêu like nào là tính like đó. Rồi ok ha, rồi lên luôn. Rồi ra đi nè, đập đập cho ra nè, ra cho Ngọc Ngọc đi, Ngọc Ngọc con thử comment chưa, ra cho Ngọc Ngọc đi nè. Rồi ra cho Ngọc Ngọc đi. Mặt kính 9k rồi, ai xe like rồi nè, chuẩn bị nghe mình đọc tên nha mọi người nha. Ngọc Ngọc nè, Phan Hạnh nè, rồi Trương Thị Yến nè, rồi Diễm Anh nè, 9k nha mọi người nha, mắc kính 9k nha. Cái này là mình bao cho mọi người luôn nha, cái này là không có gãy nha, cái gọng này là bao cho mọi người luôn ha. Rồi 9k nè, bỏ bé đem lại đi con, đây nè bỏ luôn nha, gấp cái đôi cái bill lại, để từ từ đập đủ à, đủ tên này nha. Diễm Anh, Trương Thị Yến chưa, Phan Hạnh chưa, Ngọc Ngọc, Diễm Anh á. Rồi Hiếu Thuận ơi, xe thêm một lần nữa đủ lượt rồi nè Hiếu Thuận ơi, đủ lượt rồi nha. Diễm Anh ơi, comment tặng 9k đi cưng ơi,
Diễm Anh nè, Diễm Anh comment tặng kính 9K dùm chị đi nè cưng nè. Rồi cái này ai xe đủ là tặng 9K nha mọi người, chỉ cần hai lần lên trang cá nhân và 10 hội nhóm là được nhận nha mọi người nha. Hai lần trang cá nhân và 10 hội nhóm mình tặng 9K nha mọi người nha. Nói chung là tặng toàn bộ nha mọi người, chứ không phải là ấy đâu ha. Cái này nói chung là giá này là nếu mà ai đã mua là biết rồi ha. Siêu đẹp luôn nè, cái này là đã đính đá nha mọi người nha. Bên góc này đính đá nha. Cái này là bao phê luôn. Cái này á mình nói luôn, nếu như mà mọi người cái này về á mọi người thích mang, mọi người mang, còn không á mọi người hay mà cái này là kính thời trang mà. Mình tính kêu là bỏ mắt kính kiểu như là kính kính cận hay là mình kính máy rồi này kia mang, nhưng mà cái này mình nghĩ là để về mang nó đẹp hơn, xịn. Em đang có dập logo phía bên trong này luôn nè nha mọi người nha, bên trong này luôn ha. Rồi còn ai nữa không nè? Còn ai chưa nhận tặng 9K mà xe đủ lượt rồi thì comment nha. Rồi Diễm Anh có rồi đã bỏ vô gấp đôi cái tờ bill lại, bỏ vô trong cái ái luôn. Khỏi mấy con bỏ bịch nha. Cái đó khỏi bỏ bịch. Rồi những bạn sao chưa đủ lượt nè ha. Rồi bây giờ những bạn sao là chưa đủ lượt, những bạn nào chưa đủ lượt thì comment xe thêm rồi comment giùm mình nha. Rồi cái này là chưa đủ lượt nè. Rồi bây giờ mình lên cái mã này nè. Cái mã này nha. Đó là hiện tại là mới có 5 bạn, mới 5 bạn đủ rồi nha, mới 5 bạn đủ à. Bông Mỹ Hồng ơi, cái đơn kia xả ra rồi mà giờ chốt nữa cưng ơi. Chốt mà nhân viên nó kêu là em kêu xả đơn ra mất tiêu rồi, bây giờ chốt nữa. Giá là bộ chị đang bận á, là chút xíu là chị sale là ai mua combo 2 bộ là giá 150 nha mọi người nha. Mua combo 2 bộ là giá 150.000 nha, còn mua 1 bộ là 79K nha mọi người nha. Ai chốt 2 bộ lên 2 bộ, ai chốt 4 bộ lên 4 bộ là đều nó 4 màu, 4 mẫu khác nhau nha. 4 hình khác nhau chứ không mới giống nhau nha. Mọi người chốt 10 bộ nó cũng 10 hình khác nhau luôn nha mọi người nha. Rất là nhiều hình luôn. Rồi ok nha. Ok nha. Rồi những bạn sao là chưa chốt đủ nha. Từ từ nha mọi người nha. Từ từ. Rồi những bạn sao là chưa đủ nè. Chưa bạn nào đủ đâu. Bông Mây Hồng cũng không có đủ luôn. Mà Bông Mây Hồng... lên hôm bữa lên rồi hả, kêu nhân viên nhà chị xả đơn rồi mà. Rồi bây giờ mình lên máy tính, mấy máy tính nào nè, mình tặng cho mọi người nè, mình tặng nha mọi người nha. Mã này là mã tặng luôn nè, mình tặng cho mọi người với giá là 25K, nó xịn như vậy nè, bảo đảm với mọi người luôn nha, bao đẹp luôn á. Em tặng cho mọi người 25K thề luôn nha, thề luôn. Cái này là lỗ cho mọi người chứ không phải là không hề bán nha, không hề bán cho mọi người nha, thề luôn với mọi người. Cái này là toàn bộ mình tặng hết cho mọi người nha. Rồi lên đơn giùm mình comment mã mã 1 nha. Ai chốt mã này lên mã 1 giùm em tặng cho các tình yêu 19K mã, quá 25K, sorry, 25K mã 1 nha mọi người nha. Mã 1 25K giùm mình, bao cho mọi người luôn nha. Nam mang được, nữ mang được luôn nha, bao đẹp cho các tình yêu luôn. Mà nó quan trọng là nó xịn như vậy nè. Đây nha mọi người nha, nó xịn như vậy nè ha. Nó cứng cáp mà nó rất là ok nha, chứ không phải là như ba cái hàng rẻ tiền bèo nhèo đâu nha mọi người nha. Siêu đẹp luôn ha. Rồi nhanh tay lên đơn mã tặng 25K giùm mình, nam mang được, nữ mang được nha mọi người nha. Phải là cái số điện thoại lên chứ, là cái mặt kia lên mới được chứ. Đúng rồi, cái kia là đúng rồi nè. Đó đúng rồi, Trương Thị Yến như vậy là đúng, còn cái này sai nè. Con lật cái đó, trời ơi, nhìn vô trong khe ra nó có nhìn hơn. Rồi mã 1 cho Trương Thị Yến nè. Rồi ai chúc mã 1 để lên mã 1 nha mọi người nha. Mọi người nhận về được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nha. Không đúng như là mình nói cứ hoàn hàng cho mình nha. Cái ký nó chất lượng như vậy nè. Cái này nói chung là mình bỏ xỉ hết trơn rồi. Còn một số lượng ít là mình tặng cho mọi người chứ không hề bán nha. Không hề bán một con nào nha mọi người nha. Cái này mình nói xạo là mất lọc luôn ha. Không bao giờ ai mà mua được cái mắt kính mà nó giá nó rẻ, mà rẻ kinh khủng khiếp chứ mà là rẻ vừa đâu ha mọi người ha. Rồi lên đơn giùm em, comment mã 1 giùm em nè. Này mã 1 nè. Rồi ai chúc mã 1 nữa lên mã 1 nha mọi người nha. Ai chúc mã 1 nữa lên mã 1 giùm mình nè. Mã 1 ngay và liền nha, nó có mắt mèo nữa nè. Không biết nữa em Phương ơi, để mai hỏi nhân viên nữa nha. Là cái đơn của em là em nói nhân viên chị đi đơn hay là xả đơn vậy? Nó xả đơn mất tiêu rồi. Nó kêu là Bông Mỹ Hồng kêu là sao đó rồi, đang nói cúp máy nó vậy rồi là kêu xả đơn. Rồi cái này là mắt mèo nha mọi người nha. Nếu mà ai nữ chốt ngay và liền con mắt mèo này nha mọi người nha. Rồi tặng luôn đồng giá 25K mắt mèo ha.
Mắt mèo 25k. Ai chốt đồ bộ cứ từ từ đi, mình lên cho rất là nhiều mẫu luôn ha. Rồi ai chốt mắt mèo lên mắt mèo giùm mình nha mọi người nha. Đây mắt mèo, trời ơi nó sang mà nó đẹp. Cái này là của nữ nha, nam không mang này được nha. Cái này là nó mắt mèo là nè, nó có cái ấy lên nè, cái móc lên như vậy là mắt mèo nha. Ai chốt mã này comment mắt mèo giùm mình tặng luôn 25k cho mọi người nha. 25k mã mắt mèo giùm mình. Nói chung á, cái này á là vừa chống dịch được mà vừa chống nắng được, mọi người đi rất là mát nha mọi người nha. Mà nó rẻ, nó chỉ có 25.000 nó bèo, còn hơn là gì nữa, chưa được, chưa bằng được cái tô bún nữa nha mọi người nha. 25k mà mắt mèo giùm mình, cái này còn ít lắm nên là mình xả. Rồi mắt mèo luôn cho Trương Thị Yến nè, ai chúc mắt mèo nữa lên mắt mèo nha mọi người nha. Ai chúc mắt mèo nữa lên mắt mèo. Đây đơn rồi đó, đây cho Trương Thị Yến. Mắt mèo nha mọi người nha, mắt mèo. Đây dành tặng đầu like thôi chứ bán gì. Đây mình còn cái mắt mèo đen nữa nè. Rồi mình qua đồ bộ mình đang bận nha. Rồi mắt mèo đen nha. Rồi mắt mèo đen giùm mình nè, mắt mèo đen. Comment mã mắt mèo đen nha mọi người nha. Cái con này là con đen nha mọi người nha, con đen. Con này là con dạng như là nó bạc á, con này là con bạc nè. Rồi comment mã bạc giùm mình nè ha. Comment mã bạc giùm mình. Ai chúc mã bạc lên mã bạc nha mọi người ơi, nó đơn giản mà nó nhu mì nha mọi người nha, chỉ có 25k thôi. Comment mã bạc giùm mình 25k mã bạc ha. Mã bạc 25k nha các tình yêu nha. Mã bạc giùm mình 25k. Rất là đẹp. Rồi ai chúc mã bạc lên mã đẹp bạc. Rồi gài lại đi bé. Bé bé gài lại mẹ đi, mẹ like đồ bộ đồ bộ. Rồi mã bạc. Rồi mèo bạc cho Trương Thị Yến luôn nè. Rồi ok Nguyễn Thảo nha. Ok em. Ok cho mèo bạc cho Nguyễn Trương Thị Yến nè. Góc khúc nè, mã 1 là giờ cái nào không nhớ nữa. Mã 1 là cái nào? Mã 1 là cái kia đúng không? Cái nào? Bắp hai cái đó từ mã 1 là mã nào? Đúng rồi, mã đen nè. Đâu đưa đây để coi, để bóc ra. Mã 1 cho góc khúc nè, góc khúc cho chốt đủ đơn đi đơn nha. Rồi thấy nha gì nè, Nguyễn Hồi Thương nè. Nguyễn Hoài Thương thấy nha, đâu mã 1 là mã nào? À đây, mã 1. Đây mã 1 cho gấp khúc nè. Rồi ok ha, rồi bây giờ qua đồ bộ mình đang bận nha. Qua đồ bộ đang bận chấm bài xe like, qua đồ bộ đang bận luôn nha các tình yêu nha. Trời ơi xuống lắm mọi người ơi. Cái này là bự hơn bận được nha, do bận vô mọi người nhìn nó vậy nha. Chứ còn này rộng rãi thoải mái nha, bao phê bao sướng cho mọi người luôn nha. Túi đồ đàng hoàng bài bản nha mọi người nha, đây ha. Túi rồi ok luôn ha. Rồi ai chốt mã đang bận comment này chấm bài xe like giùm mình với. Sao? Gì vậy? Mèo bạc hả? Kêu không biết nó đưa rồi mà. Rồi cho xin một nút chia sẻ nè đi mọi người ơi. Cho xin một nút chia sẻ nè các tình yêu ơi. Ô cái mèo bạc nó còn cái màu đen nữa nè. Coi đây, nó còn cái màu đen nữa. Nè, đâu rồi cái ấy đâu rồi? Cái bao đâu bỏ vô đi. Mèo bạc nè. Cái mấy bao bỏ vô đi nè. Nó còn cái mèo này nữa nè mọi người ơi, nó còn mèo này nữa nè. Rồi chấm chấm đi nha, lên đồ bộ luôn nè. Nó có màu đen cũng đẹp nè mọi người. Ôi màu đen này siêu đẹp chưa nè. Mèo đen nha mọi người, em còn con màu đen nè. Ai chốt màu đen nó ôm hết ra vòng mắt của mình nè mọi người thấy không. Rồi comment mã mèo đen giùm mình nha mọi người nha. 25k mã mèo đen, trời ơi cưng chưa. Cái này là màu đen nha mọi người nha. Ai chốt mèo đen lên màu đen giùm mình 25k. Nói chung phụ nữ của mình á, nói chung là đi ra đường là nhất định là phải có cái mắt kính này rồi. Không có là để vừa chống nắng vừa chống bụi cho mọi người luôn ha. Vừa chống dịch luôn á. Cái mùa nào là vừa chống dịch luôn nha. Nó cái tia bắn của nó văng vô mắt là nó cũng bị nha mọi người nha. Rồi lên đơn giùm mình nha. Siêu cưng như vậy này 25k. Cái này là màu đen, mèo đen. Mèo này là nó màu, trời ơi nó bóng nó đẹp kinh khủng chưa. Trời ơi nó bóng láng, nó bóng luôn, kinh khủng luôn. Rồi mèo đen nha, còn một mã mèo đen nữa thôi. Rồi bây giờ lên đồ bộ. Đồ bộ đang bận nha. Chấm đi mọi người ơi, chấm chấm đi mọi người ơi. Chấm đi, chấm chấm nè. Rồi mình nói luôn nha, bộ mình đang bận là vải lụa nha mọi người nha. Từ khoảng 40 cho tới 55kg là dư vừa thoải mái nha. Nếu mà bạn nào mà cao như mình là có thể 60kg bận được luôn nha mọi người nha. Nếu mà cao như mình có thể 60kg do màu đen mọi người nhìn vậy thôi. Chứ còn rất là rộng nha mọi người nha. Rất là rộng, rất là thoải mái luôn. Bận sướng cực kỳ, phê lắm luôn á. Rồi nhanh tay lên đơn nha. Ai chốt mã đang bận thì comment mã đang bận. Nó có nhiều màu nha mọi người nha. Mọi người cứ chốt nha. Mình lên mã đang bận, ai chốt lên đơn nè. Mã đang bận là nó còn 3-4 bộ nè, 5 bộ gì đó. Rồi ai chốt mã đang bận lên mã đang bận. Nếu mà mọi người mua một bộ là 79k, còn combo 2 bộ là 150 nha mọi người nha. Combo 2 bộ là 150 giùm mình nha.
Rồi ai chốt bộ đang bận lên bộ đang bận. Trời ơi, cổ rồi nó may rất là cưng luôn mọi người ơi. Siêu xinh luôn á, đây nè. Cưng cực kỳ nha mọi người ơi. Cổ nhỏ nhỏ rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Siêu dễ thương luôn. Rồi 40 cho tới 55kg nha mọi người nha. 40 cho tới 50-55kg tùy theo chiều cao. Rồi ai chốt mình lên đơn nha. Hoàng Thị Thương nè. Không biết nhân viên gọi đơn nha Hoàng Thị Thương ơi. Để mai mai hỏi nhân viên lại thử nha. Không em ơi, xả đơn rồi, chốt công tình chốt. Bây giờ xả đơn ra rồi chốt lại nữa, mệt mỏi lắm. Gấp khúc này chốt mã bạc rồi đúng không ơi? Gấp khúc này mới mã 1 thôi nè, gấp khúc chốt mã bạc này nè. Cô tôi còn mã bạc nào không? Chốt nhờ gấp khúc một cái mã bạc này đi nè. Cho gấp khúc một cái mã bạc. Rồi ai chúc bộ đang bận lên bộ đang bận nha mọi người nha. Ai chúc mã đang bận thì lên mã 3. Mã đang bận nha. Màu đang bận rất là đẹp nha mọi người nha. Màu đang bận bận lên trắng da cực kỳ luôn ha. Rồi ai chúc mã trắng lên mã trắng cho mình nè. Mã kem á, y chang như của mình đang bận. Nhưng mà mã này mã kem nha. 79k một bộ nha mọi người nha. Nếu mà ai mua combo 2 bộ là chỉ có 150k 2 bộ thôi nha. Chất là chất vải lụa nha. Bao đẹp cho các tình yêu luôn. Không chỗ nào mà bán cho mọi người giá này. Ha, sỉ ra là bây giờ là nếu mà sỉ mà trên chợ là giá của nó cũng là 90 mấy ngàn giá sỉ đó nha mọi người nha. Nó bán ra 100 mấy một bộ ha mọi người ha. Rồi ai chốt lên đơn giùm mình nha. Ai chốt lên đơn giùm mình comment mã này là mã trắng đi. Comment mã này mã trắng giùm mình nha mọi người nha. Mã trắng giùm mình ha. 79k thôi. Còn 2 bộ là 150. Bạn gì đó biết coi thử còn mã bạc không nha. Rồi ai chốt lên đơn nha mọi người nha. Siêu cưng như vậy ha mọi người ha. Cực kỳ đẹp luôn nha. Combo 2 bộ là chỉ có 150 thôi nha. Ai chốt combo 2 bộ là chốt nha. Combo 2 bộ 150 cho mình. Bao chất cho mọi người nha. Quần dài. Chất lụa là lụa hàng nha. Vải là bao đẹp bao mát cho mọi người luôn ha. Bao phê luôn ha. Rồi 2 bộ là 150 nè. Ai chốt lên đơn. Ai chốt lên đơn nha tình yêu nha. Rồi trắng đi nha Ngọc Ngọc nè. Rồi combo cho Ngọc Ngọc trắng đen nè. Nó một bộ trắng bộ đen để cho Ngọc Ngọc hai bộ nè. Ok Ngọc Ngọc nè. Rồi bỏ vô cột lấy dây thun cột lại hai bộ dính nhau. Rồi để đấy đi chút nữa lần. Chút nữa lấy. Rồi ai chút combo nữa lên combo nha mọi người nha. Ai chút combo nữa lên combo giùm mình nha mọi người nha. Ai chút combo lên combo. Còn ai muốn chút màu thì chút xíu nữa mọi người gắn thêm vô là cứ hai bộ là 150 là ok nha. Đây, ai chúc mã vàng lên mã vàng. Trời ơi, siêu cưng luôn nha mọi người nha. 40 cho tới 50, nếu mà ai thấp người là 50kg nha. Cao 55kg tùy theo chiều cao. Nếu mà cao trên 1m6 như mình là có thể 60kg bận được luôn ha mọi người ha. Rồi ai chúc mã vàng lên mã vàng giùm mình. Ai chúc mã vàng. Rồi một đen cho Trương Thị Yến nè. Một đen cho Trương Thị Yến. Dễ bận lắm mọi người ơi, dễ bận cực kỳ luôn nha. Một đen cho Trương Thị Yến. Hello chị yêu, chứ sao biết Facebook mới rồi nè. Hello chị, vô nhớ nó theo dõi giùm em đi nha. Trời ơi, hôm nay em nói chung em mất cái Facebook cũ rồi. Bây giờ em không biết sao mà để khách nó vô lại được luôn á, thật sự luôn. Thấy mà thấy khách cũ vô rất là vui luôn á. Nói chung cứ tìm cái tên này là ra. Rồi ai chúc mã vàng lên mã vàng nha. Cưng lắm mọi người ơi, cưng cực kỳ luôn nha mọi người nha. Chất vải lụa này là bao phê cho mọi người luôn ha. Bao phê, bao sướng cho mọi người luôn. Ai chúc mã vàng lên mã vàng giùm mình, nó rẻ kinh khủng luôn. Mình bao toàn Facebook, không ai bán cho mọi người giá này đâu. Hiện tại nó vẫn đang like là 101 một bộ như vậy nha mọi người nha. Mấy đứa nó lấy hàng về của mình về nó like á, là nó đang like 101 một bộ như vậy nè. Mình chốt cho các tình yêu có 79k mà combo 2 bộ chỉ có 150k. Bao cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Nhiều khi mọi người mua lụa nhưng mà nó tùy theo lụa nha. Lụa này dày dặn mà vải rất là đẹp, rất là ok ha mọi người ha. Rồi ai chúc lên đơn nè. Ai chúc vàng thì lên vàng giùm mình nè. Ai chúc vàng thì lên vàng ha mọi người ha. Rồi thể thao chờ một xíu nha. Thể thao chờ một xíu nha. Bé Tiên ơi chờ chút xíu, lên đồ bộ lên thể thao nha. Lên đồ bộ lên thể thao cho biết. Rồi ai chúc hồng lên hồng giùm mình nha mọi người nha. Trời ơi cưng như nè. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh nha mọi người nha. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh. Ai chúc hồng thì lên hồng giùm mình. Ai chúc hồng thì lên mã hồng nha mọi người nha. Mã hồng ngoài rất là dễ thương luôn á. Ngoài bận lên cực kỳ đẹp luôn nha mọi người nha. Đây ai chúc mã hồng thì lên mã hồng giùm mình nha. Mã hồng. Ai chúc mã hồng lên mã hồng. Rồi ai chúc mã xanh thì lên mã xanh. Lấy thêm em một bộ đen nữa nha chị. Rồi ok nè, Trương Thị Yến nè. Một bộ đen nữa thành combo 150 nha.
Rồi ghi ghi cái đơn đó đi, lấy hai bộ cột lại cho Trương Thị Yến đi, ghi 150 vô đi. Đây. Rồi ai chúc mã xanh lên mã xanh giùm mình nha. Ai chúc mã xanh lên mã xanh nha các tình yêu nha. Ai chúc mã xanh thì lên mã xanh. Mã xanh, mã xanh. Bé ôm mấy đồ pyjama hả? Mấy chồng qua đây mày like đi. Đây ha, ai chúc mã xanh lên mã xanh giùm mình nè. Ai chúc mã xanh lên mã xanh. Trời ơi, cái màu đỏ này nữa đẹp. Màu đỏ nó dạng như màu rượu á mọi người ơi. Nó dạng như, nó gần như màu tím tím á. Mà nó đẹp lắm, màu đậm á nha mọi người nha. Đỏ đậm siêu đẹp luôn ha. Rồi ai chúc mã này comment mã đô cho mình đi. Mã đỏ đô nha mọi người nha. Ai chúc đỏ đô lên đỏ đô giùm em nha mọi người nha. Không có giá này đâu nha mọi người. Bao cho mọi người luôn á, bao toàn Facebook. Bao toàn Facebook, mọi người mua cái giá này mọi người chỉ mua được mấy cái KT thôi, chứ còn mọi người không mua được cái lụa đẹp như vậy đâu nha. Lụa nó nhiều loại, nhiều chất lụa nha mọi người nha. Rồi ai chúc đỏ đô lên đỏ đô giùm mình nè. Đỏ đô nha các tình yêu nha. 79 ngàn một mà 79 ngàn một bộ nha mọi người. Ai chốt hai bộ thì sao? Đây nè trời, Bịch Dây Thun hả? Dây Thun nằm đâu? Mấy cái bao chốt đơn á, bé đứng dậy kiếm Bịch Dây Thun hay con? Ờ đây nè. Rồi chấm bài đi mọi người ơi, chấm đi. Rồi ai muốn chốt mấy bộ thể thao này cho bé nè, hình thú nè mọi người ơi. Dễ thương lắm luôn nè. Toàn bộ là lụa nha mọi người nha, toàn bộ là lụa hết cho em. Toàn bộ lụa hết nha, bao chết cho mọi người luôn. Chấm bài đi mọi người ơi. Chấm bài đi nha. Nói chung là nhà mà dạng mà trẻ trẻ thì chốt mấy cái em này siêu cưng luôn. Tin lắm luôn nha mọi người nha. Rất là dễ thương luôn ha mọi người ha. Đây trời ơi dễ thương chưa. Rồi ai chúc mã này comment mã cô gái giùm mình nè. Rồi mã cô gái nha mọi người nha. Mã cô gái. Trời ơi xinh quá nè. Rồi ai chúc mã cô gái là mã cô gái từ khoảng 40 cho tới 60 kg nha mọi người ha. 40 cho tới 60 kg giùm em nha mọi người nha. Ai chúc mã này lên mã cô gái. Trời ơi cô gái nó viền siêu cưng luôn mọi người ơi, đẹp quá nè. Siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã cô gái lên mã cô gái, quá rẻ luôn ha các tình yêu ha. Quá rẻ luôn, chỉ có 79 ngàn thôi mà mọi người chốt combo 2 bộ chỉ có 150 ngàn thôi nha. 150 ngàn. Rồi ai chúc mình lên đơn nha mọi người nha. Ai chúc lên đơn giùm mình nè. Ai chúc lên đơn ha, comment cho em nè. Cái này là mã cô gái nha. Trời ơi xinh quá trời. Mã này cực kỳ đẹp ha, cô gái giùm mình. Ai chúc mã cô gái lên mã cô gái. Mã đấy cột chung vô. Cho vô bao đi. Cái mã đấy một mã cột chung vô. Mát mát chị Thuốc Mỡ ơi, mát lắm. Cái này phải lụa mà, lụa siêu mát luôn á. Nhẹ nhàng thoải mái nha chị yêu nha. Nhẹ nhàng thoải mái. Cái này là nói chung là rất là ok luôn á. Rồi đỏ luôn nha mọi người nha. 40-60kg giùm em nè. Ai chúc mã đỏ lên mã đỏ giùm em ha. Mọi người nhìn sao có nhìn sao chứ còn rất là đẹp luôn á. Rồi ai chúc mã nè, comment mã vịt đỏ giùm em. Comment mã vịt đỏ nha. Cái này trẻ trung năng động ha mọi người ha. Nói chung là cỡ nào mà mọi lứa tuổi mang được hết á mọi người ha. Siêu dễ thương luôn nha. Rồi con này 60kg đổ về giùm mình nè. Rồi ai chúc vịt đỏ lên vịt đỏ giùm em nha. Cái line của nó bo y chang như cái viền cổ này, siêu cưng luôn nha mọi người nha. Rồi comment mã vịt đỏ giùm em. Mã vịt đỏ. Chấm bài đó mọi người ơi. Mã vịt đỏ nha mọi người nha. Mã vịt đỏ. Thế sao cái này nó nhẹ nhàng, nó dễ bận lắm. Mọi người bận ở nhà được, đi chợ đi đồ được ha. Ok luôn ha mọi người ha. Hình cô gái hả? Cho chị hai bộ vịt đỏ với hình cô gái rồi. Ok cho chị Tú Mỡ nè. Cô gái với vịt cho chị Tú Mỡ ghi 150 nha. Để hai bộ bỏ vô luôn. Đó, cái vịt á, cái con vịt đỏ với bộ cô gái. Rồi ai chúc mã cam lên mã cam giùm em nha mọi người nha. Ai chúc mã cam lên mã cam 60kg độ về giùm em ha. Ai chúc mã này lên mã cam bận lên siêu trắng da luôn nha mọi người. 60kg độ về giùm em nè. Rồi ai chúc mã cam lên mã cam giùm em nha. Cam. Toàn là hình đẹp không à. Rồi mã cam giùm em. Trời ơi cưng chưa. Rồi cam nha các tình yêu nha. Cam nha. Vải lụa không bao giờ mọi người mua cái nào mà chỗ nào mà nó bán cho mọi người dưới giá 100 ngàn đâu. Mọi người chỉ mua KT và cái hàng rẻ tiền thôi, chứ còn hàng lụa nào không bao giờ mọi người mua được giá rẻ như vậy đâu ha mọi người ha. Mình bao cho mọi người toàn Facebook luôn ha. Hiện tại bây giờ nó vẫn đang bán, có shop nó bán 130 và có shop nó bán sale bán rẻ là 101 ngàn một bộ nha mọi người nha. Rồi ai chốt mã cam lên mã cam giùm em.
Rồi mạ cam nè, cô gái này với cái vịt này nè, cho chị Tú mở ghi 150 ngàn combo. Chị Tú mở lên lại số điện thoại giùm em với. Lên lại số điện thoại giùm em với, bên cái hệ thống bên này là nó không có lưu cái số điện thoại của khách cũ đâu chị, do cái này là Facebook mới á. À, nên chị lên lại số điện thoại giùm em với nha. Dạ 85kg lô này em không có nha Nhật Long ơi. Em có lô là có lô nó tới 70 75kg vẫn có, nhưng mà cái lô này là 60kg đổ về. 60kg đổ về. Nó tùy theo lô á, có lô trước nó tới 80kg luôn á. Nhiều lô nó tới 80kg nha mọi người nha. Rồi ai chút nào nè comment mà gấu đỏ giùm mình nè, gấu đỏ trời ơi, toàn là hình cưng không à mọi người ơi. Toàn là hình cưng cưng không à, ai chút gấu đỏ lên gấu đỏ nha mọi người nha. Nói chung cái form này nó dễ bận lắm, từ khoảng 40 cho tới 60kg bận được là rất là ok nha mọi người nha. Rồi ai chút mình lên đơn giùm em comment mã gấu đỏ, nó rẻ kinh khủng, có hai bộ có 150, rẻ cực kỳ rẻ luôn nha mọi người nha. Rồi ai chút lên đơn giùm em nè. Trời ơi nó viền hồng là siêu cưng luôn nè mọi người thấy không? Rất là cưng luôn nha mọi người nha. Rồi ai chút mã này comment mã gấu đỏ giùm em nè. Mã gấu đỏ nha mọi người nha. Ai chút gấu đỏ lên gấu đỏ. Chị Tú mở chút đại hả? À 4 bộ đi, 4 bộ 6 bộ hai mẹ con bận được mà. Đây nè, cái này em có cặp nè, có bận chung không mẹ con, bận chung được nha. Em còn bộ ấy nữa nè, em còn bộ vịt nữa nè nha. Ai chúc bộ vịt lên bộ vịt ha, ai chúc bộ vịt lên bộ vịt. Rồi ai chúc vàng lên vàng giùm em nha, ai chúc vịt vàng lên vịt vàng giùm em nè, vịt vàng nha mọi người nha. Trời ơi cái này bận lên trắng da cực kỳ. Rồi vịt vàng giùm em nha mọi người nha, rất là đẹp luôn ha. Rồi comment mã vịt vàng, vịt vàng nha mọi người nha. Trời ơi, bỏ lên cái nó tuột xuống mọi người thấy không? Đó rất là cái này, cái chất này rất là phê luôn á mọi người ha. Rồi comment mã vịt vàng giùm em, vịt vàng. Vịt vàng. Hình nhiều hình đẹp lắm. Vịt vàng nó có vịt xanh nè. Em nói chị không nghe rõ hả? Vậy là mạng nó bị yếu hay sao hả chị? Không nghe rõ hả chị yêu ơi? Rồi ai còn đang xem chấm bài cho mình với mọi người ơi. Rồi cái này là vịt xanh nè mọi người nè. Ai chúc vịt xanh lên vịt xanh nha mọi người nha. Mấy hình thú thú này dễ thương lắm luôn á. Các tình yêu ơi dễ thương cực kỳ luôn nha. Rồi ai chúc vịt xanh lên vịt xanh nè. Vịt xanh nha mọi người nha. Đây ai chúc vịt xanh này lên vịt xanh ha, nó có viền như vậy nè, phối viền rất là đẹp nha. Rồi ai chúc vịt xanh này lên vịt xanh giùm em, vịt xanh nha mọi người nha. Rồi vịt xanh này nó có vịt tím nữa nè, nhiều hình lắm. À 79 ngàn một bộ nha Nga Phùng ơi, hai bộ là 150 nha. Hai bộ chốt combo, hai bộ là 150 nha. Cứ chốt một bộ này nối bộ kia là mình sẽ tính 150 thôi nha. Chị Tú mở lên số điện thoại giùm em với. Chị Tú mở ơi, lên lại số điện thoại giùm em với nha. Ai chốt tím lên tím giùm em nè. Ai chốt mã tím lên mã tím nha mọi người nè. Ai chúc mã vịt tím lên mã vịt tím giùm em nha. Vịt tím giùm em nè. Rồi nhanh tay lên mã vịt tím nha mọi người, vịt tím. Trời ơi, này dễ thương. Rồi chúc mã này comment mã tiểu thư giùm mình nè. Comment mã tiểu thư nha mọi người nha. Tiểu thư này cỡ khoảng 50kg, 52kg độ về thôi nha mọi người nha. Nếu mà cao 55kg độ về ha các tình yêu ha. Rồi ai chúc mã này lên mã tiểu thư. Trời ơi cái bộ này nó có lộn vô một bộ đúng dễ thương luôn nè mọi người nè. Rồi comment mã tiểu thư nha mọi người nha. Ai chúc tiểu thư lên tiểu thư nha. Ai cứ chốt mà một bộ hồi nữa gom một bộ nữa thành hai bộ là mình sẽ tính 150 ha mọi người. Mọi người nghe kịp không? Mọi người chốt một mã này một mã kia, mọi người chỉ cần nói vô một bộ, mọi người chỉ cần nói vô là hai bộ là mình tính 150 nha. Rồi ok chị nha. Rồi cảm ơn chị yêu. Rồi chờ chút xíu nha Lê Kim Nhung ơi, chờ chút xíu nha, lát lên quần tay trung niên không chị, quần tay trung niên cách ôm hết trơn rồi. Bởi vậy mới đóng ngày hôm qua đó, cách nơm hết sạch luôn rồi. Quần tay trung niên rồi là quần hôm bữa
Nói chung là cái quần mà ai đã nhận được mấy cái quần mà hôm bữa mình xã tặng 45k hai quần quần lửng của Nam á là khách ôm hết trơn rồi, hình như là còn sót lại một cặp hai cặp thì xíu nữa mình sale lại cho mọi người chốt nha. Quần kaki của Nam hai quần 45k, khách nó cũng ôm hết luôn mà còn sót á, đóng còn sót lại á. Rồi mã tiểu thư giùm mình nè. Mã tiểu thư nha mọi người nha. Ai chúc mã tiểu thư lên mã tiểu thư nè. Khách ôm hết trơn rồi, bữa đó kêu chốt luôn đi không chịu chốt, rồi là thấy không ai chốt hết, là hên là hôm bữa đó là hình như là Trương Thị Yến hay là ai này chốt được 4-5 con vậy, trời ơi xịn dã man luôn. Dần cái quần trung niên nó về mà không phê không lấy tiền luôn á. Hôm bữa hình như là Trương Thị Yến chốt được 4 con hay sao á. Đúng không Yến ơi, bữa em chốt 4 con đúng không? Khách ôm hết trơn rồi, giá cái nào mà rẻ nhất là 500.000 còn lại 650.000 không à. Ồ, vậy là đúng rồi, hết rồi. Chính xác, Trương Thị Yến chốt được mấy con phê lắm, xịn lắm. Xịn lắm luôn á. Khách nó ôm lô hết trơn rồi, đóng rồi, chuẩn bị là ngày hôm qua là do đóng hàng cho khách sĩ á, nên là mới nghỉ á. Tối không có thời gian á, đóng luôn cho nó tới 11 giờ luôn á. Đóng tới 11 giờ đêm luôn, nên là nghỉ. Rồi ok nha, ai chúc lên đơn giùm mình comment mã LV giùm mình nè. Comment mã LV nha mọi người ơi, mấy cái này mọi người chốt không biết chốt gì luôn á, nó siêu rẻ luôn á. Hai bộ chỉ có 150.000, quá rẻ luôn nha mọi người nha. Ai chúc này comment LV giùm mình nè. Ai chúc mã này lên mã LV nha mọi người ơi, cưng chưa nè. Trời ơi, nó viền bo viền viền like siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi comment mã LV giùm mình nha, hai bộ chỉ có 150 thôi nha mọi người nha. Ai cứ chốt hai bộ là 150 nha. LV giùm mình, trời ơi, cái LV nâu đẹp quá trời luôn, LV nâu cực kỳ đẹp luôn á. Rồi, ai chúc hồng lên hồng nha. Không có Facebook nào mà giá này đâu mọi người ơi, cái này giá sỉ không á. À, nói chung hàng rất là đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi, ai chúc này comment mã hồng giùm mình. Comment mã hồng nha mọi người nha, comment mã hồng giùm mình nè. Ai chúc mã hồng lên mã hồng nha mọi người nha. Nè, tại quần của nó là nó bo như vậy ha. Nó viền siêu đẹp luôn nha mọi người nha, cực kỳ đẹp luôn á. Ai chúc mã hồng lên mã hồng. Mã hồng giùm mình ha. Đồ bộ lụa lửng em còn ở mấy bộ à, khách ôm hết luôn rồi. Hôm bữa ai được chốt được quá trời đồ bộ lửng á. Bây giờ là đồ bộ lửng đó em chốt, nói chung là hôm qua em làm sao mà nó cũng còn sốt. Không biết đồ bộ lửng còn sốt không biết, hình như là qua đóng hết trơn luôn rồi. Bộ đồ lụa hình như là hôm qua em đóng hết sạch rồi sao á. Đồ lụa hôm qua em đóng hết sạch rồi, em cho đi hết sạch rồi. Rồi ai chúc mã hồng lên mã hồng giùm em nè. Trần Thị Mỹ Viện ơi, lên số điện thoại giùm chị nha. Trần Thị Mỹ Viện nè, lên giá tiền giùm chị luôn nha. Lên giùm giá tiền giùm chị với ha. Rồi ai chúc mã hồng lên mã hồng. Khách nó ôm á, do hôm qua nó hỏi là nó hỏi có quần không á, do nó chốt mà bây giờ lại biết sao nó lấy về để nó like lần hàng Tết là vừa rồi, nó ôm cái lô đó quá xịn luôn. Đưa chào, nói chung là người ta dân buôn bán chào lên là ta phê liền. Giá nó tới 500, 600, 650 ngàn một con không mà like có giá có 55 ngàn. Chị ra sỉ cho nó cũng gần, cũng bằng cái giá chị like lẻ luôn á. Nói chung là cái đó chị tặng cũng như là tri ân cho mọi người một cái đó, mọi người về bận thử thôi, để cho nhà mình bận thử thôi chứ không phải là chị bán đâu. Cái đó lỗ thề một con, lỗ rất là nhiều luôn á, cái đó đó hàng, nó hàng dưới shop. Ai chúc hồng lên hồng nha mọi người nha. Ok Mỹ Viện nè, Trần Thị Mỹ Viện. Mỹ Viện này như là đợt trước có mua rồi sao, coi được không, coi được phải không? Rồi ghi đi, rồi hồng cho Trần Thị Mỹ Viện nè. Cái này là cỡ khoảng 40 cho tới 60kg tùy theo chiều cao nha em ơi. Nếu cao là 60kg mà còn thấp người là 40, 50, 55 tùy theo chiều cao ha. Tùy theo chiều cao á, nói chung nó dễ bận lắm. 79k, để chút xíu là chốt thêm một bộ nữa thì 150. 79 đi. Sam kêu chị được, bây giờ em like luôn rồi. Sam kêu em tag tên chị nè, em đâu có tag tên chị được. Thắp tag tên như em đâu tag tên được. Em lên á, cái này em lên đồ bộ thể thao, mà thể thao của bé nha chị nha, chứ không phải là em có đăng á. Hình là đồ bộ thể thao của bé em có đăng á chị yêu ơi. Chị có mua cho mấy đứa nhóc phải mua nha. Đây nha, 40 tới 60 kg giùm em. Ai chúc mã xanh lên mã xanh toàn đẹp không à mọi người ơi.
Nói chung mấy bộ lụa này mà giá này quá rẻ luôn á. Nếu mà ai đã xài qua rồi là biết nha, giá siêu rẻ luôn á. Đợt trước là mình like, là mình like 99 ngàn đó. Bữa nay like có 79 ngàn à. Đợt trước là like 99 ngàn hết nha mọi người nha. Rồi cái này ai chúc mã xanh lên mã xanh. Hôm nay hai bộ còn ở 150, một khi là hai bộ mình like 200 ngàn đó. Bữa nay còn ở 150 à. Rồi chúc mã xanh lên mã xanh. Mã xanh này to này, 60kg đổ về giùm mình nha. Nói chung là 60kg ha mọi người ha. Rồi chúc mã xanh lên mã xanh giùm mình nha. Rồi mã xanh. Mã xanh hình đẹp đẹp không à. Mã xanh nha mọi người nha. Ai chúc xanh lên xanh. Áo sơ mi nam khách nó ôm cũng gần hết rồi, còn ít xịt à. Áo sơ mi nam còn ít xịt à. Nói chung là do dịch, chứ còn không dịch là hàng về là khách nó ôm hết trơn à. Ôi cái bộ này nó bị dơ cổ rồi mọi người ơi. Cái này là hình như là sao á. Bộ này nó bị dơ cổ rồi. Ai chúc mã này lên mã dơ giùm mình nè. Rồi mã dơ rồi xả luôn cho các tình yêu. Mã dơ này 55k mã dơ nè. Mã dơ nha. Cái này chắc là này là cái hàng này là hàng treo mẫu về nè. Cái này là trong lò nè, nhưng mà là nó cũng có hàng mẫu nha mọi người nha. À, nên là dơ cổ nè. Ai chúc mã này comment mã dơ cổ 55k về giặt giùm mình nha. Cái màu này rất là đẹp. Ai không chốt thì mình giặt mình bận cũng được. Cái này đẹp lắm. Cái này có ai chốt hay chốt, chốt mình giặt mình bận. Quá đẹp. Cái này là cái hàng này hàng mẫu nha Ngọc ơi. Chị nói luôn nha Ngọc ơi, cái hàng này hàng mẫu nha cưng nha. Thành nên là nó treo ở trên mannequin hay là nó treo ở trên móc gì á. Thành nên là cổ nó dơ với cái thun này nó hơi ấy nè. Nó hơi dạng dạng nè, nhưng mà rất là đẹp luôn á. Ai chốt hay chốt, còn chốt mình lấy bận. Do màu này cực kỳ đẹp luôn, màu này sang lắm. Chịu thì ok nha. Cái nào mình bán là mình nói rõ ràng, chứ mình có bán mà kiểu mà bày bạ như những chỗ khác đâu nha. Cái đó là hàng treo mẫu. Cái nào hàng treo mẫu là mình kêu hàng treo mẫu. Rồi ok nha, chốt cho Ngọc nè. Cái xanh đó đó. Yeah. Rồi ai chúc mèo vàng nè. Ai chúc Kitty vàng lên Kitty vàng giùm mình nè. Kitty vàng nha mọi người nha. Mọi người cứ chốt hai bộ đi, hai bộ chỉ có 150 thôi nha mọi người nha. Mọi người chốt vàng đi, chút xíu mọi người chốt thêm một bộ nữa là có 150 ngàn thôi nha mọi người nha. Hai bộ chỉ có 150 ngàn, siêu rẻ luôn á, cực kỳ đẹp luôn ha. Rồi ai chúc mã vàng lên mã vàng giùm mình nè. Comment Kitty vàng. Kitty vàng. Rẻ kinh khủng chưa? Rồi Kitty vàng giùm mình nha mọi người nha. Ai chốt Kitty vàng lên Kitty vàng. Dễ bận lắm luôn. Cái này là rất là dễ bận luôn nha mọi người nha. Kitty vàng. Còn này ai chúc mã này lên mã 1 đi. Cái đó là mọi cái nó mọi hình khác nhau nha. Nó không có giống nhau đâu nha. Như cái này nó không khác nhau nè. Ok em nha. Ai mà mua hàng của mình là hiểu ý mình nè. Mình có bán như ta đâu. Nếu mà khách quen, khách cũ là biết ngay và liền. Mà nên là nhiều người ta tin tưởng, ta hay hỏi là cái đó có bận được hay không được. Không được là mình nói không được liền, không cho chốt luôn, không có bán đâu nha mọi người nha. Nếu mà ai mà mua lâu dài là biết. Cái nào mà mình biết khách nó cỡ khoảng bao nhiêu ký, mà tới hồi mà lên cái đó mà chốt là mình không vừa, mình cản ngay và liền, không bao giờ bán ha. Ô nó lộn vô một bộ lửng nè mọi người ơi. Nó lộn vô một bộ lửng nè. Rồi bộ lửng 65k đi mọi người nè. Rồi bộ lửng này 65k nha mọi người nha. Ai chúc bộ lửng lên bộ lửng giùm em. 65k bộ lửng. Dạ thương quá trời luôn. Rồi bộ lửng có một bộ một thôi nha. Nó lộn vô nè. Rồi bộ lửng giùm em 65k bộ lửng. Bộ lửng 65k. Ai chúc bộ lửng lên bộ lửng 65 nha mọi người nha. Bộ lửng 65k. Có bộ nào nhỏ nhỏ cỡ em không chế. Bận được nha nha Phan Thị ơi, bận được á. Bận được. Cái này nó cũng nhỏ nhỏ. Ai chúc bộ lửng lên bộ lửng 65. Biết sao mọi người mua ba cái hàng rẻ là đa số là những cái shop khác nó bán toàn là mấy cái KT thôi ha. Còn cái này là lụa nha, mình bảo đảm với mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người nha. Nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Lụa thì mọi người hãy nhận nha. Còn mà chất ba cái chất vải mà bậy bạ mọi người đừng nhận ha. Siêu đẹp luôn. Ai chúc mã hồng lên mã hồng. Trời ơi dễ thương quá trời luôn. Cái vải này nó dày nè. Ai chúc hồng lên hồng giùm mình nè. Hồng nha mọi người nha. Ai chúc hồng lên hồng. Ai chúc mã hồng lên mã hồng giùm mình nè. Siêu dễ thương luôn nha mọi người. Cực kỳ dễ thương luôn á. Mã hồng giùm em. Cứ mọi người cứ chốt đi cho lựa thoải mái nha. Cứ ghép đôi vô, cứ hai bộ là thành 150 ha. Cứ ghép đôi vô. Rồi ai chúc mã hồng lên mã hồng, quá trời cưng luôn nha mọi người nha. Ở nhà đi chơi đi chợ vẫn bận được nha mọi người ơi. Rất là ok luôn ha. Rồi hồng giùm em. Rồi hồng cho Phan Thị. Hồng cho Phan Thị. Trời ơi xanh đen cưng chưa nè mọi người ơi. Xanh đen quá trời đẹp luôn nha mọi người nha.
Hai chú mã xanh đen lên mã xanh đen giùm em nè. Comment mã xanh nha mọi người nha. Hai chú mã xanh lên mã xanh giùm em nè, comment mã xanh nha. Trời ơi đẹp chưa? Rồi mã xanh nha các tình yêu nha, rẻ rẻ bèo rẻ thúi luôn á, thật sự luôn nha, rẻ cực kỳ. Bây giờ mọi người á, mua may một bộ đồ như vậy gần cả 100.000 tiền công rồi đó, chứ đừng có nói là tiền vải nha mọi người nha. May á, nếu mà mọi người may á là một bộ đồ như vậy gần cả 100.000 tiền công may á, chứ chưa nói tiền vải đâu ha các tình yêu ha. Rồi ai chúc bộ này lên bộ xanh giùm em nè. Comment xanh giùm em nha, comment mã xanh nè. Rồi ok, ok. Ok nha. Rồi ai chúc mã xanh lên ngay và liền mã xanh giùm em. Trời ơi đẹp. Mã xanh nha mọi người nha. Cái này biết sao không? Bạn nào ở nhà mà kiểu như làm nội trợ, đi chợ đi đồ, rước con, đưa con đi học đi đồ á, nên chốt mấy bộ này nha, bận rất là thoải mái luôn mà lịch sự nữa. Mình có đi đưa con đi học đi đồ hay là đi chợ đi ơ rồi là ok luôn ha mọi người ha. Rồi đỏ giùm mình. Trời ơi cưng lắm luôn. Ai chúc đỏ lên đỏ giùm em nha mọi người nha. Ai chúc đỏ nhanh tay ngay và liền lên đỏ. Siêu đẹp luôn á. Rồi đỏ giùm em. Rẻ quá rẻ luôn á. Mỹ viện hồng sao rồi nha. Hồng kèm giá tiền luôn nha mỹ viện nha. Rồi ai chúc đỏ lên đỏ. Mọi người cứ nhận thử để biết ha. Rồi ai chúc đỏ lên đỏ giùm em nè. Ai chúc mã đỏ lên mã đỏ nha. Các ai chúc đồ bộ ấy nữa không? Chúc em qua mẫu á mọi người ơi. Like mà mai chúc hay em. Dễ bị nản quá. Là mình bán nhiều quen rồi, mình bán ít nghĩa là mình nản liền à. Rồi ai chúc tím lên tím nha mọi người nè. Ai chúc tím lên tím á mọi người ha. Màu đẹp không à. Màu cưng không à. Rồi tím nha mọi người nha. Ai chúc tím lên tím cho mình nè. Có sĩ nha, sĩ âm lô nha. Nói chung là sĩ âm lô số lượng lớn luôn ha. Nói chung là ôm tùy số lượng nha. Bạn mà muốn sỉ cứ inbox cho mình nha. Ai muốn sỉ là cứ inbox cho mọi người nha. Bạn nào sỉ là inbox. Tùy theo số lượng nữa nha mọi người nha. Số lượng mà ôm lô là nó rẻ hơn nữa nha. Nếu mà số lượng lớn thì rẻ hơn. Còn mà mọi người ôm số lượng bao nhiêu mọi người cứ inbox qua đi rồi mình báo nha. Rồi ai chúc mã tím lên mã tím nha. Chính xác là lụa nha mọi người ơi. Lụa hàng siêu đẹp luôn chứ không phải là ba cái lụa mà hàng ấy của mình Việt Nam mình nó mỏng nó rẻ nha. Còn hàng này là mình bảo đảm mình bao cho mọi người luôn ha. Những mọi người mà cứ thấy mà những cái shop khác nó like là 100, 101 hoặc là 103 á, là cái lụa này nè là mình bán rẻ hơn mấy chục ngàn một bộ như vậy á. Rẻ hơn mấy chục ngàn một bộ nha. Rồi tím nha Ngọc Ngọc nè. Sorry nha, tím nha mỹ viện trước nè. Rồi mỹ viện đủ hai bộ nè. Cứ đủ hai bộ là 150 nha mọi người. Rẻ lắm, hai bộ chỉ có 150 thôi, rẻ cực kỳ. Còn một còn màu tím nào. Ngay kia còn này coi. Bóc cái ngay chỗ cọc kia. Ê bé đứng dậy lại với mẹ rồi, ngay kia tôi còn bộ tím không con. Ba người chúc bộ tím ra đứng dậy đi. Rồi ai chúc xanh đen lên xanh đen. Trời ơi đẹp mê luôn. Xanh đen này siêu đẹp luôn á các tình yêu ơi. Ai chúc xanh đen lên mà xanh đen nhìn mình nè. Xanh đen bằng lên trắng da cực kỳ. Con coi cái bộ màu tím đó thì đưa cho mẹ. Cái cọc trên đó. Đúng rồi đưa cho mẹ coi. Đúng không? À cái này à, nó có mã tím này nhưng mà nó khác hình. Rồi chờ xíu nha, mã tím này nó khác hình. Rồi xanh đen nha mọi người ơi, cái xanh đen này nó dễ bận mà ta. Xanh đen này mình thấy đẹp hết trời luôn á, hay là thay bộ xanh đen. Xanh đen đẹp lắm luôn á. Xanh đen màu này lên nó sang mà nó trắng da cực kỳ luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúng mã xanh đen lên mã xanh đen, mã xanh đen đẹp lắm mà cái hình của nó rất là dễ thương nha. Cái hình nó dễ thương cực kỳ luôn nè, mọi người thấy không? Cái hình rất là xinh luôn nha mọi người nha, đây nè. Rồi hai bộ 150 nha các tình yêu nha, hai bộ chỉ có 150 thôi ha. Rồi ai chúc lên đơn nha. Lụa là lụa hàng giúp mình nha mọi người nha, lụa hàng rất giúp mình nha, rủ đẹp như vậy nè nha mọi người nha, chứ không phải là ba cái KT đâu nha. Không phải là KT rẻ tiền đâu nha mọi người nha. Rồi ai chúc lên đơn xanh đen. Ai chúc xanh đen lên xanh đen có hai bộ. Trời ơi, lụa này đẹp. Phan Thị nó chị nghỉ mấy tháng nó đỡ tốn tiền chứ không là nó đổ nợ em ơi. Rồi nó chốt đồ mà nó đổ nợ mà nó mua nhiều lắm, cả tháng nó mua mấy chục triệu luôn á, nó mua mười mấy triệu cả tháng, nó mua nhiều lắm. Một lần like nó mua triệu hai triệu, cứ nó liên tục gì đó, thành nên là nó mình nghĩ bán 3 tháng nay nó đỡ tốn tiền không, nó đổ nợ, nó than nó đổ nợ. Trời ơi, da siêu đẹp luôn nè, đúng một bộ một nè mọi người ơi, ai nhanh tay được nha. Trời ơi nó cưng chưa nè, siêu dễ thương luôn mọi người ơi, da đúng một bộ một.
da da cho Phan Thị nè, trời ơi đẹp mê ly luôn ha, trời ơi dễ thương cực kỳ. Da cho Phan Thị, da cho Phan Thị. Coi thử bộ tím rồi này, coi thử con. Da hết rồi, à, à hình như là da em còn nè, em coi thử nha, em còn. Da coi thử còn không nha. Chốt đi chứ nè, nói chung là cái này về là về cái là like like ít, cái là kiểu như là số lượng tấp tách ra, mà số lượng nhiều đó là còn như tỷ ôm. Rồi ai chúc thỏ lên thỏ với mình là comment thỏ đỏ, do là không có để sát cho mọi người á, cứ ngồi á, thành nên là mọi người không có thấy được nha, chứ còn cái này rất là đẹp luôn nha mọi người nha, đây nè, siêu cưng luôn á nha mọi người nha, đây ha. Rồi comment mã thỏ cực kỳ dễ thương luôn ha. Rồi mã thỏ nhanh nhanh tay ngay vào liền mã thỏ với mình, comment đỏ thỏ với mình nha mọi người nha, hình năng động dễ thương quá trời luôn, quan trọng là cái hình đó mọi người, hình dễ thương lắm ha. Nói chung là pyjama thì cái nào nó cũng là pyjama hết, nhưng mà là nó quan trọng là cái phối cái hình của nó khác cái hình thôi nha mọi người nha. Rồi ai chúc thỏ đỏ lên thỏ đỏ với mình nè, da da hết rồi, thỏ đỏ nè, mèo đỏ nè, mèo nè. Rồi, mấy bộ này ngoài đẹp lắm các tình yêu ơi. Ủa da Phan Thị ra đơn rồi mà bỏ cho Phan Thị nè. Trời ơi đỏ đẹp quá trời luôn á, mình mà buông ra nhiều cái không chốt là mình lười á, mình lười like á. Rồi đây ai chúc đỏ lên đỏ nha mọi người nha, ai chúc đỏ lên đỏ này chấm bài đi chút xíu nữa mình lên đồ nam đồ mình xả cho mọi người nha. Nói xả là xả rẻ te tua luôn mọi người, nói chung là mọi người cứ chờ chút xíu đi, còn cái gì mà lẻ lẻ mình xả cho mọi người hết nha. Rồi comment cho mình là cái này là comment mèo đỏ đi ha, comment mèo đỏ cho mình nè. Mọi cái nó mỗi hình khác nhau chứ nó không có giống nhau đâu nha mọi người nha. Cái xanh đen mà đẹp quá trời luôn nè. Văn Thị sao cái này đẹp nè Văn Thị, ông chốt Văn Thị ơi, cái này đẹp quá trời nè Văn Thị, mấy cái này đẹp quá trời nè. Nè mấy cái yêu vị này đẹp quá trời luôn. Nè mấy yêu vị này với nó kiểu như nó dạng tiểu thư nè. Nó dễ thương quá trời nè mọi người ơi. Ai chút là comment mã tiểu thư cho mình nè, dễ thương lắm. Mã tiểu thư nha mọi người nha, mã tiểu thư cho mình. Rồi chúc mã nào comment mã hồng cam. Không vừa nha, heo mụn mỉm ơi, không vừa nha. 75kg để về lô sau đi. Nó có lô 75 80kg 90kg luôn á mọi người ơi. Ai mà có size to, người nhà có size to á à, chút xíu nữa mình tặng cho mọi người quần tây nha, quần tây mà dạng như quần tây xịn á. Quần tây nữ xịn nha mọi người nha, nhưng mà size to ai mà 80kg 90kg mình nữ á. Rồi comment cho mình nha. Rồi comment hồng cam nè mọi người nè, comment hồng cam. Comment hồng cam chào chị yêu. Rồi hồng cam chào chị Văn Lê. Rồi ai chúc hồng cam lên hồng cam cho Ngọc Ngọc dễ thương quá trời. Rồi hồng cam cho Ngọc Ngọc. Cứ chị gom nha, mai chị tính nha nha. Nha Ngọc ơi, mai cứ chị kẹp đôi lại cho em là cứ hai bộ là 150 nha, mai chị kẹp đôi lại chị tính ha. Cứ ai cứ chốt mấy bộ chốt mai cái mình kẹp đôi lại cho mọi người nha. Bây giờ mọi người muốn chọn cái màu nào chọn, mọi người cứ comment 79k. Nhưng mà ngày mai cứ mình gom hai bộ vô là mình tính 150 thôi nha mọi người nha. Và nên mọi người cứ yên tâm đi ha. Mọi người comment 79.000 vậy mà không quan trọng đâu, quan trọng là ngày mai mình ghép đôi lại cho mọi người nha. Rồi comment mã ruốc nè, trời ơi cưng xỉu luôn mọi người ơi, cưng xỉu luôn nha. Rồi một bộ một em ruốc nhanh tay lên ruốc hồng ruốc cho mình, trời ơi nó dễ thương như vậy ai chịu đời cho nổi. Hồng ruốc, rồi ruốc cho Phan Thị, siêu cưng luôn á, này lấy bận được cái thôi, dễ thương quá, này lấy bận được á. Rồi hồng ruốc cho Phan Thị nè, ruốc cho Phan Thị. Trời ơi, cái gấu này, cái xanh đen gấu này đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Cái xanh đen gấu này đẹp lắm luôn á. Rất là dễ thương luôn nha mọi người nha. Mạc sao đứt mất mới đó, dân mấy mạc ra ngoài chân rồi trời. Và comment mã xanh đen giùm mình nè, chúc mã xanh đen.
Comment gấu xanh đen giùm mình nè, gấu xanh đen nha mọi người nha, gấu xanh đen. Gấu xanh đen Văn Thị nó chốt ngay chốt lại nó đâu, nó mà chốt là mai chốt lại nó chân á. Rồi gấu xanh đen giùm mình. Gấu xanh đen. Cái màu này đẹp hết trời nè, trời ơi mấy cái bao bỏ vô lại đi chứ để nó hết keo nè. Kêu bao coi bé. Kêu bao lên bỏ bao vô coi bé nhanh đi. Chứ để nó hết keo. Nè mấy màu xanh này rất là dễ thương luôn. Comment xanh biển giùm mình đi nè. Comment xanh biển giùm mình nha, comment mã xanh biển nè. Xanh biển nha mọi người nha. Xanh biển. Dễ bận lắm. Cái này nói chung là phụ nữ mình là phải chốt mấy bộ này, bận ngủ cũng được nè. Bận ngủ cũng được nha mọi người nha, bận đi đi chợ được nè, đi chơi được nè. Nói chung là đi đưa đón con đi học đồ nó nhẹ nhàng rất là ok luôn nha mọi người nha. Rồi comment mã xanh biển giùm mình. Lửng hả? Lửng lửng lụa vậy hết rồi, lửng lụa như là hết trơn rồi, để về lô sau đi em nha. Về lô sau đi. Rồi ai chúc mã hồng lên mã hồng. Ai chúc mã hồng lên mã hồng giùm mình nha mọi người nha, dễ thương không? Ai chúc mã hồng lên mã hồng mà nó vẫn lên trắng da nè mọi người. Ai chúc mã hồng lên mã hồng giùm mình nè. Comment hồng giùm mình nha mọi người nha, mã hồng. Comment mã hồng nha. Đúng rồi, đợt trước là chốt giành giật chốt không lại, còn bây giờ Facebook mới á cưng ơi, thành nên là không có khách. Với giá lại là mình bán mình chưa á. Cái này khách cũ thì ít còn, nó toàn là khách mới không à. Thành nên là với giá lại dịch nữa cưng ơi, dịch thành nên là người ta cũng hết tiền. À rồi ai chúc hồng lên hồng nè. Với mấy cái này mà 150.000 hai bộ mà nó rẻ bèo luôn mà. Không chốt là biết là giờ dịch thì cũng khó khăn á. Chứ còn mà like không có khách chốt mình nản liền. Rồi ai chút này comment cho mình là đỏ đô giùm mình nè. Comment mã đỏ đô các bạn yêu ơi, đỏ đô đỏ đô. Quá dễ thương luôn. Rồi đỏ đô giùm mình nha mọi người nha, đỏ đô cái cổ nó viền siêu đẹp luôn nha mọi người nha. Hai bộ chỉ có 150 thôi, siêu đẹp luôn nha. Đỏ đô. Rồi đỏ đô cho Vi Hiền. Đỏ đô cho Vi Hiền. Vi Hiền có số điện thoại không? Rồi ai chúc mà, rồi đỏ đô chúc cho Vi Hiền nè. Dự bị cho Thảo Ngân. Dự bị cho Thảo Ngân, dự bị cho Phan Thị. Rồi ai chúc mã này lên mã gấu đỏ nha. Nó mỗi cái nó mỗi hình khác nhau đó nha mọi người. Mọi người nhìn giống cái giống hình đâu nha mọi người nha. Mỗi hình khác nhau không á. Rồi ai chúc này comment gấu đỏ giùm mình nè. Ai chúc này lên gấu đỏ nha mọi người nha. Ai chúc mã này lên mã gấu đỏ giùm mình ha. Rồi mã gấu đỏ. Nè nó cái giò nó là nó viền hết như vậy nè, đẹp lắm. Rồi gấu đỏ. Gấu đỏ. Không ai chốt mấy cái này nữa, mình qua đồ bộ thể thao nha mọi người nha. Qua bộ thể thao đi, lười like. Lên lóc này nữa lên nha, vậy. Vậy bao mạch sướng luôn, đúng rồi, vậy này bận sướng mà, bận ok lắm luôn á. Rồi bộ này còn một bộ nữa nè, bộ giống mình đang bận, còn bộ trắng này nha. Ai chốt trắng lên trắng cho mình nha. Ai chốt trắng nè, mấy cái mạ đây là mạ trơn nè mọi người ơi. Đồ em nhận đẹp quá chị, rồi cảm ơn Thu Phương nha. Nói chung á thành nên là bây giờ mình bán mình lấy tương tác thôi chứ không phải là mình bán lấy lời đâu. Mọi vậy mọi người mình bán chủ yếu là để cho mọi người quảng cáo. Ai mà nhận đồ toàn bộ không có rầy là ai nhận về là đều khen hết. Hôm bữa hôm qua cái gì à, Quân Nguyễn á cũng nhận hàng xong rồi khen quá trời luôn. Mấy bạn lên trên comment ở trên cái ấy đó, trời ơi nói chung là mọi người nhận về mà khen là mình rất là vui nha mọi người nha. Chứ giờ mình bán lỗ mà nhiều khi mọi người nhận về không ai nói tiếng nào mình cũng buồn chứ đúng không. Mọi người nhận về mọi người khen là mình vui, cái đó cũng như là mình tặng cho mọi người mà mọi người lên tiếng nói là tiện mình cảm thấy nó mát ruột á. Ai chúc mã vàng lên mã vàng này siêu dễ thương nha mọi người nha. Như bộ này mà hai bộ có 150.000 có 75.000 bộ, nó quá rẻ luôn á. Quá rẻ cho một cuộc tình luôn, vải rất là đẹp nha mọi người nha. Ai chúc vàng thì lên vàng giùm mình là 60kg độ về, siêu đẹp luôn á mọi người ơi, đẹp lắm.
Mọi người mà nhận hàng của ta nhiều khi á, mọi người mua 100, 130, nhưng mà cái chất vải á, nhiều khi chất vải nó khô lắm, nó không được mà vải lụa mềm mịn như vậy đâu nha mọi người nha. Mọi người nhìn cái độ mịn của nó này siêu đẹp luôn á. Ai chốt vàng lên vàng, bộ này là 60kg là vẫn được nè, cái bộ này to nè. Ai chốt vàng này lên vàng giùm mình nè. Vàng 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 nha mọi người nha, trắng nha Phan Thị, Phan từ từ nha. Và cảm ơn Thu Phương nè, cảm ơn Thu Phương nhiều luôn. Rồi cho gì Yến, Yến Lục nè, Yến Lục chốt trắng nè. Có thấy còn bộ trắng nào nữa không? Như còn bộ không? Nó bộ trắng đó. Còn bộ nào nữa không? Biết sao? Rồi ok nè, bộ trắng nè, Phan Thị đây nè, còn nữa nè. Bóc cái đi. Còn. Rồi trắng nha Phan Thị một bộ nữa nè. Rồi trắng nó, trắng nha Phan Thị một bộ nữa. Nè trắng Phan Thị nè, bộ nằm trong lóc nè. Rồi ai chúc mã này lên mã hồng nè mọi người ơi, ai chúc mã này lên mã hồng nha mọi người nha. Dễ thương quá trời luôn, nó phân rất là dễ thương nha mọi người nha. Hai bộ 150 mấy em, nó thật sự rẻ bèo luôn. Rồi lên đơn nha mọi người nha, ai chúc mã này comment mã hồng. Mã hồng nha các tình yêu nha, mã hồng. Rồi bộ vàng nè, màu vàng hột gà siêu đẹp luôn nè mọi người nè. Vàng hột gà siêu cưng luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc một bộ, chúc thêm bộ nữa là hai bộ chỉ có 150 thôi nha mọi người nha. Màu hột gà giùm mình nè. Ai chúc hột gà lên hột gà nha mọi người nha. Màu hột gà nè, vàng hột, vàng hột gà siêu cưng luôn ha. Vàng hột gà giùm mình. Rồi hồng cho Ngọc Ngọc. Rồi ai chúc vàng lên mã vàng nha các tình yêu nha. Mã vàng giùm mình. Ai chúc mã vàng lên mã vàng, quá trời dễ thương luôn ha. Mã vàng hột gà này dễ thương lắm. Đúng là hồng đó. Rồi vàng hột gà giùm mình. Trời ơi cái mã tím này nó dễ thương lắm luôn nè mọi người ơi, cái mã tím này cực kỳ dễ thương luôn nè. Rồi mấy cái tím dễ thương quá trời luôn á. Cái này mà bận lên là cưng xỉu luôn. Bộ này bận lên cưng xỉu. Ai chốt tím lên tím nè mọi người nè. Hồi nãy ai chưa chốt được tím hay chốt tím đây nè các tình yêu ơi. Cái tím này rất là dễ thương nha mọi người nha. Ai chốt mã tím lên mã tím nè. Ai chốt mã tím lên mã tím giùm mình ha. Buồn ha. Like đợt này like đông thì hả chốt ào ào chốt kịp bây giờ không ha. Rồi ai chốt tím lên tím dành giật rồi vậy mình thấy nó hăng mình muốn like. Cái này mà like lên cái hả bùng thiêu vậy nghĩa là chán. Xe like đi mọi người ơi, rẻ lắm luôn cái tình yêu ơi. Rồi ai chút trắng lên trắng nè. Trắng viền hồng nè mọi người nè. Viền hồng nè siêu nổi nè, cái này dạ quang nè. Này nó viền dạ quang này siêu đẹp nha mọi người nha. Rồi ai chút trắng hồng lên trắng hồng giùm mình nè, cái này nó viền hồng dạ quang nha mọi người nha. Rồi trắng hồng giùm em cưng quá mọi người ơi, trắng hồng. Trắng hồng, trắng hồng nha mọi người nha. Comment mã này là mã trắng hồng giùm mình. Mã trắng hồng nha mọi người nha. Trắng hồng. Lên đúng mấy bộ này nữa là qua mẫu nha mọi người nha. Qua mẫu khác nha. Ai chốt thì chốt, còn chốt thì qua mẫu khác nha. Ngưng cái này không like cái này nữa, qua mẫu khác nha. Bộ xanh đen đẹp quá trời đẹp luôn. Ồ cái này tím kè, tím cái này tím nhạt nè mọi người. Ai chốt mã nào comment mã tím nhạt. Tím nhạt nha mọi người nha, tím nhạt giùm mình. Thì quần nó cũng như y chang như vậy luôn ha mọi người ha, quần dài hết như vậy ha. Rồi mã tím nhạt giùm mình. Chấm bài đi mọi người ơi, mọi người không không chốt mọi người chấm chấm đi để mình thấy ai còn đang xem nha mọi người nha. Chấm chấm giùm mình với nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này lên mã vàng giùm mình nè, ai chúc mã này lên mã vàng ha mọi người ha. Rẻ kinh khủng luôn. Rồi ai chúc mã vàng lên mã vàng. Mã vàng nha mọi người ơi. Về này có 1000 bộ à mọi người à. Nãy giờ mọi người chốt được có mấy có ít bộ à. Cái này đóng ở chế sĩ à. Tính để chừa lại nhiều chút like. Mà cái này like kiểu này chắc đóng hết chế sĩ á. Rồi ai chúc mã hồng nè mọi người ơi. Ai chúc mã hồng lên mã hồng. Quá dễ thương luôn ha mọi người. Ai chúc mã hồng lên mã hồng giùm mình. Rồi comment mã hồng nha mọi người nha. Trời ơi hồng này nó cưng nè. Quá kỳ xinh luôn. Rồi hồng nha mọi người ơi, hồng cực kỳ xinh luôn. Ai chúc mã hồng lên mã hồng. Rồi em lên con này nữa là xong. Em lên like đồ thể thao nha mọi người nha. Đồ thể thao bé ha. Rồi ai chúc nào comment cho em là hồng cam nè. Hồng cam nha mọi người nha. Ai chúc hồng cam lên hồng cam. Rồi mã hồng cho Võ Hạnh.
Võ Hạnh này có số điện thoại, lên số điện thoại nè Võ Hạnh ơi. Võ Hạnh lên số điện thoại đi Võ Hạnh ơi. Có chưa? Rồi Hồng Cam nè. Rồi Hồng Cam cho Huỳnh Thảo Ngân nè. Rồi dự bị cho Võ Hạnh luôn nè. Dễ thương chưa? Rồi. Này dự bị cho Võ Hạnh. Cái đó là Hồng, Hồng Cam đang nắm nè. Rồi em nghỉ nha mọi người, nghỉ qua bộ thể thao cho bé nha. Nói bé gom mấy cái cho mẹ là bé qua làm được là bé. Để nó con gom mấy cái hộp bạc kính cho mẹ mà con không làm được đâu. Để nó con nắm lại cho mẹ. Trời ơi, màu đẹp đẹp không à. Rồi ok nha, Võ Hạnh có số điện thoại rồi, có rồi đúng không? Rồi bây giờ mình lên mấy cái này nha mọi người. Nó size là từ khoảng 15 cho tới 25kg nha mọi người nha. Rồi cái này là combo 4 bộ là 100k giùm mình nha. 4 bộ 100k giùm mình. Kêu ba lên đây chứ để cái này nó cắt quách keo nè. Sao không lấy bao này bỏ vô lại? Rồi đó coi, kêu ba lên con bé nhanh lên. Hút mấy bao đó lại đi để bỏ vô đây. Để lộn xộn tùm lum hết trơn chứ sao. Ở lúc ở dưới đó luôn trời, giờ này 10 giờ rồi còn ngồi ở dưới đó này trời. Ô nó bây giờ nó không có lộ tay. Đưa điện thoại, trả điện thoại đây. Kêu xuống kêu ba cho nghe không. Ủa, mẹ nói là con đóng rồi. Đóng lại nãy giờ kêu từ sớm tới giờ không chịu đóng. Rồi đây nha mọi người nha, bộ thể thao giùm mình nha. Bộ thể thao có, bộ siêu nhân có nha mọi người nha. Mọi người cứ mua 4 bộ, combo 4 bộ như vậy nha. 4 bộ như là 100 ngàn nha mọi người nha. 4 bộ 100 ngàn. Như siêu nhân này nó cũng có đủ màu như vậy ha. Nè siêu nhân nó có đủ màu như vậy nha mọi người nha. Đủ màu nè. Màu xanh, màu đồ ha. Đủ màu luôn ha các tình yêu ha. Nè màu đỏ, màu vàng, màu đồ. Nó có nhiều hình lắm ha. Nè nó hình bò dễ thương nè. Có hình bò dễ thương quá trời nè mọi người nè. Đó mọi người muốn mua combo bao nhiêu bộ cứ comment giùm mình nha mọi người nha. Trời ơi cưng chưa? Cưng xỉu luôn nha mọi người nha. Đó 15 cho tới nói chung là từ khoảng 13kg cũng vừa nha mọi người. 13, 14 cho tới 25kg nha. 13, 14 cho tới 25kg giùm mình nha. Rồi 4 bộ chỉ có 100k thôi nha mọi người nha. 4 bộ chỉ có 100k. Siêu nhân đỏ, siêu nhân vàng ha. Siêu nhân đỏ, siêu nhân vàng, siêu nhân xanh. Đó nó nhiều màu rồi là bò. Nhiều lắm nha mọi người nha. Ai chốt combo gì cứ lên combo nói cho mình nha. Nè nó có cái này là cái gì? Ben nè, ben ten nè đúng không? Đây là ben ten đúng không? Con em 35kg hả? Không có 40kg, cái này từ khoảng 13 cho tới 25kg hả nè. Nè nó có ben ten nè mọi người ơi. Đây dễ thương lắm, cái này bận sướng lắm. Nói chung bé nhà mà bé nhà bận là ok luôn nha mọi người nha, siêu sướng luôn ha. Đây nó cũng có nhiều hình, đủ hình như vậy nha mọi người nha. Đủ hình như vậy nè, nó nhiều lắm, nó đủ hình như vậy ha mọi người ha. Đây nè, nó màu xanh nè, đó màu xanh bích nè, màu xanh da trời nè, rồi màu cam nè, nó nhiều màu lắm. Nói chung là một mẫu như vậy là nó có rất là nhiều màu nha mọi người nha. Cái này mình đưa sơ sơ cho mọi người coi nhiêu màu đó thôi. Bung ra nó từ lưa tà la hết trơn á. Thành ra là mình chỉ lên vậy để cho mọi người nhìn mẫu thôi nha mọi người nha. Đây. Đây ai muốn chốt siêu nhân thì comment mã siêu nhân. Còn ai muốn chốt thể thao lên thể thao nha. Thể thao nó rất là nhiều hình luôn ha. Thể thao nhiều hình lắm nha mọi người nha. Đây đó, nó cái này là nó có cũng có đủ màu như vậy nè. Cái này nó có đủ màu. Cái này nó có mẫu bận á. Nè nó có đủ màu như vậy nè. Ai chốt thì lên đơn nha. Đây, nó có xanh rồi, nó có đỏ rồi, nó có cam nha. Đủ size nha mọi người nha. Nói chung từ 13 tới 25kg là ok nha. Đây nữa có xanh da trời. Rồi nó có siêu nhân nữa nè mọi người nè. Nó có siêu nhân nữa ha. Nhiều lắm, nó nhiều lắm. Không có 35kg đâu Nguyễn Thảo ơi. Không có 35kg như em nha. Nè đó, nó siêu nhân nhện đồ tùm lum hết trơn như vậy ha mọi người ha. Đó quá trời dễ thương luôn ha. Nè màu xanh nè, màu vàng nè, màu cam nè, màu đỏ, màu đồ ha. Đủ màu đủ quá như vậy nha mọi người nha. Ai chốt mã nào lên mã đó nha. 100 ngàn chỉ có 4 bộ chỉ có 100 ngàn thôi. Quá rẻ nha mọi người nha, quá rẻ luôn. Từ 13 cho tới 25kg giùm mình ha.
từ 13 tới 25 kg. Mèo này nó có nhiều hình lắm. Mèo nó có nhiều hình như vậy nè mọi người nè. Đó, dễ thương cực kỳ luôn ha. Nó dễ thương luôn. Đây nó có vàng, có đỏ, có xanh. Nói chung là mỗi mẫu với là nó có đủ màu nha mọi người nha. Nó có đủ màu như vậy đó. Ai cứ chốt combo nào là lên combo đó với mình ha. Ai chốt combo nào lên combo đó với mình. Thì nó có mấy cái hình nào dễ thương rồi. Dễ thương lắm á mọi người ha. Đó, nó tùm lum hết trơn, nó đủ màu vậy đó. Nó có một máy như vậy là nó một ri như vậy nè. Rồi là nó có đủ màu. Đó, màu xanh nè. Rồi màu xanh bích nè. Rồi màu vàng nè. Nói chung nó tùm lum, nó đủ màu như vậy đó. Ai chút mình lên đơn như mình nha. Còn không chút mình qua mẫu nha. Đây nó còn cái thể thao này nữa nè mọi người. Đây ha mọi người ha, dễ thương lắm. Này màu xanh nè, màu xanh, màu vàng, màu đồ. Mình móc mọi thứ một ri ra như vậy, mình đưa cho mọi người coi ha. Nó có nhiều màu lắm đó. Nó ai mà muốn lấy bao nhiêu bộ thì mình sẽ chèn chèn cho mọi người đủ kiểu ha. Muốn lấy thể thao lên thể thao ha. Rồi mình qua hàng người lớn. Ai chúc thể thao là ai cái chúc đồ bộ thể thao mình lên nha. Nguyễn Sâm ơi, đồ bộ bé gái chỉ có ấy thôi. Rồi hình cho Trương Thị Yến nè. Hình bò hả, nó lộn xộn nha Yến ơi, nó lộn xộn nha Cưng nha. Rồi combo cho Trương Thị Yến 15. Tôi nghĩ là lấy 15 kg. 20-25 kg luôn hả Trương Thị Yến ơi, comment lại anh chị với nè. Ai chúc mình lên đơn nha, Trương Thị Yến comment lại anh chị với. Cẩm Linh 4 bộ 13 kg nè, Trương Nhân nè. Rồi ok, Trương Cẩm Linh nè. Rồi ai chúc mình lên đơn nha mọi người nha. Nó tùm lum hết trơn á, mình chỉ like sơ vậy thôi. Lấy vô để hết keo nè, bỏ vô để hết keo nè. Rồi từ tới giờ có mình muốn rút về tinh cùng chút nữa. Vô bao gà đen, cái đóng chưa vô này để là hết keo á nha. Để lên áo xịn này cho mọi người nha, đi nó gì nha. Lên áo xịn nha. Cái đó không quan trọng nha. Rồi ok nha, cho chị Xuyên Nhân. Rồi ai chúc cái lên đơn nè mọi người ơi. Ai chúc lên đơn nha. Nghe không? Ta xuống máy đi. Đứng xuống. Chứ ba đang làm gì? Nãy giờ mình ngồi không? Ôi chị Siêu Nhân. Chú ba nãy giờ ba làm cái gì? Heo. Rồi combo Siêu Nhân 25kg cho chị Tú Mỡ nè. Rồi ai chút nữa lên đơn nha mọi người nha. Ai chút nữa cứ lên đơn nha. Rồi cái này ai chưa mua được cái em này nè. Em còn như đây em tặng cho mọi người nha. Còn như đây em tặng cho mọi người nè. Hôm nay em like quần jean nữ cho mọi người luôn nha. Đây em đây cái quần này, cái áo này là áo hàng của hãng luôn nha mọi người nha. Hàng của hãng luôn ha. Em tặng cho mọi người nha. Cái này mọi người nhận về công trình em hoàn tiền cho cái tình yêu gấp ngàn lần luôn nha. Gấp ngàn lần luôn. Ai chút mã này comment mã tặng nên em sẽ tặng cho cái tình yêu 39k thôi. Mọi người biết mấy trăm ngàn một con như vậy nè. Mấy trăm ngàn một con như vậy em tặng cho mọi người 39k thôi. Cái này là jean lụa hàng của hãng KK nha mọi người nha. Cái này em còn một số ấy em tặng này, do cái này số lượng em về nhiều lắm. Rồi tặng cho mọi người nha. Rồi ai chúc mình lên đơn nha, siêu xịn luôn nha mọi người nha. Cái hàng này hàng của hãng nha mọi người. Nếu ai nhận về là biết ngay và liền nha. Jean lụa siêu xịn luôn.
Rồi ai chúc mã này comment nè, trời ơi đẹp kinh khủng khiếp luôn nha. Cái này là nói chung ai đã nhận hàng này rồi là về là biết rồi ha. Nếu mà khách mà là khách cũ đã mua cái con này rồi là biết nha. Cái này em có 3 size nha mọi người nha. Cái này nó có size L, size XL nè, size M nè, size S, M, L, XL nha mọi người nha. 4 size là 3 size ta. Nó có 4 size á mọi người ơi, S, M, L nha mọi người ơi. Mã tặng 39k kèm size cho mình. Trời đất ơi. Cây già thôi nha. Tao cũng sợ luôn vì cái này to cho mình quá. Để xuống dưới luôn đó. Tao nghĩ nó còn lạnh xong. Nhà làm việc nhà đi. Mày nghĩ nó lạnh. Rồi lên size nha mọi người nha. Rồi Trương Thị Yến lấy size L cho Trương Thị Yến nè. Ok Trương Thị Yến nè. Nhận con này về, ai mà nhận về kêu không đẹp mình hoàn thì gấp tình yêu gấp ngàn lần, nhưng mà là gấp trăm lần nha. Tuyên bố với mọi người câu luôn ha. Nếu ai nhận cái con hàng xịn hàng VIP này về mà kêu không đẹp không xịn mình hoàn thì gấp ngàn lần cho mọi người luôn. Cái này là chuẩn VIP luôn nha, đúng hàng của công ty nha mọi người nha. Mọi người mua mấy trăm ngàn một con như vậy, hôm nay em tặng cái tình yêu có 39k thôi nha. Lỗ sặc gặp luôn á. Nói chung cái này là em ôm số lượng rất là nhiều luôn chứ không phải là ít đâu ha. Nhận về không xịn không đẹp hoàn thì cho cái tình yêu gấp ngàn lần. Cái đó đồn bé, cái bao đó đồn bé không ai, cái bao đó đồn bé không vừa đâu. Rồi cho Thế Quân nè. Thế Quân nè, rồi ai chúc mã tặng lên mã tặng. Sao nên chị đồ gì vậy? Là cái gì à, Nguyễn Thảo ơi. Rồi cho Thế Quân nè. Ai chốt thì nhanh tay lên đơn nha. Nếu mà mọi người nhận về, mọi người mà nhận về mà không đẹp ấy, mình hoàn tiền cho ha. Rồi cho Ngọc Ngọc nè. Cái chất của nó là bao phê cho mọi người luôn. Phê lắm luôn ha, xịn giả men. Nhưng mà là xịn vừa đâu nha. Rồi lên đơn. S hình như là còn bên kia. Ủa, cái đó đập đầu tiên đó là của Trương Thị Yến á. Rồi cho chị Tú mở size L nè. Xin lời cho chị Tú mở nè. Ai mà nhận cái con này về là chị có tốt lên chỗ sao mà đẹp giả mang vậy. Phải chi là mua 5-10 con. Cái này mà mọi người mua về, mọi người tặng cho người ta 100 ngàn người ta không mừng. Mọi người tặng cái áo này đã giá trị gấp 10 lần 100 ngàn mọi người tặng luôn á, thật sự luôn nha. Nó xịn kinh khủng luôn. Ai đã nhận mấy con hàng này của bên em rồi là biết rồi ha. Hôm bữa em like bao nhiêu ta? Hôm bữa em like em tặng là phải share like, là em tặng phải share like nha, là em tặng 59k. Là đợt trước em share like là em tặng 59k, là đợt trước em có bán lần 75k sao á. Nói chung cái này xịn lắm, nếu mà ai cứ về xài thử đi là biết ha. Rồi ai chút nữa lên đơn nha mọi người nha, nhanh tay lên đơn em tặng 39k. Đó là size S á. Rồi lên đơn nha mọi người nha, comment giùm em nha. Mẹ này coi tôi đâu, coi tôi có size S không hay size M hả? L quanh ra rồi đó. L đó. Đó, L nè, quanh xuống cho tôi mở rồi đó. Rồi ai chúc mình lên đơn giùm mình nha. Hình như nó có size S nha mọi người nha, size M nhỏ nhất nha Ngọc ơi. Chị chốt size M cho em nha, không có size S đâu, size M nhỏ nhất. Size M cho Ngọc Ngọc con nè. M nha mọi người nha, M chứ không có S. M nè. Rồi M nè. Rồi còn ai chưa có nữa không? Ai chưa có nữa nhanh tay lên đơn nha. Cái này nó có mấy mẫu luôn á, nó có mấy mẫu luôn nha mọi người nha. Cái này là mình lấy mấy con mình bận luôn á, thành ra là mình mới dám bao cho mọi người, là nói chung hàng công ty là cực kỳ VIP luôn á. Mình đưa giá cho mọi người mà giá sỉ mà nằm mà sỉ là mọi người thấy mọi người cũng giật mình luôn. Rồi ai chốt nữa thì lên đơn nha. Còn không thì mình xả tiếp cái mẫu khác nữa nè. Ai cái mã này cực kỳ VIP luôn nè mọi người nè. Chờ đi xíu. Chấm bài đi mọi người ơi, chấm bài đi nè, nó có hai màu. Có nhiều mã lắm nhưng mà bây giờ nó nhiều quá mình không có kiểm được.
Rồi, Trương Thị Yến chốt thêm một cái M nữa hả? Trương Thị Yến ơi, chốt thêm một cái M nữa hay sao ạ? Trương Thị Yến nè, chốt thêm một cái M hay sao cưng ơi? Hồi nãy là chốt một cái L rồi á, bây giờ chốt thêm một cái M nữa hay sao? Siêu đẹp luôn nè. Cái này nè, cái này là hàng của công ty chính hãng luôn nha. Nè, cái này là giá của nó là bỏ cho shop là mọi người biết mấy trăm ngàn vốn không? Ờ, là do là em nghĩ là kiểu như là dịch nè, là sao biết ngỏ vô Facebook này luôn nè. Nói chung là em Facebook cũ em bị mất rồi, mới like lại Facebook mới nè. Em mới like lại Facebook mới, thành nên là khách cũ của em nhấn nút theo dõi giùm em nha. Cổ này là cổ vest nha mọi người nha. Cổ này là cổ sơ mi nhưng mà cổ vest siêu xịn luôn nha. Cái này mình cũng có lấy mấy con mình bận nè, mình lấy một con cổ này và một con cổ sơ mi bao đẹp cho mọi người luôn. Nhận về không phê em không lấy tiền đâu nha. Comment mã này mã 1 nha. Cái này là sơ mi bình thường nhưng mà cổ là cổ vest nha. Cực kỳ đẹp luôn, nhưng mà là gọi là đẹp đâu nha mọi người nha. Cực kỳ đẹp luôn, xịn sang quá trời sang luôn ha. Rồi ai chốt lên đơn giùm em nè. Trời ơi, nó đẹp dã man con ngang luôn nha. Đây, em cho mọi người nhìn. Chấm đi mọi người, chấm bài giùm em với nè. Nói chung là mấy cái toàn bộ là mấy con hàng này là toàn bộ hàng tặng hết, không có bán con nào đâu nha mọi người. Ở cái sơ mi jean này nó xịn dã man. Sơ mi jean mà jean lụa là nó xịn kinh khủng. Nó không phải như ba cái hàng mà hàng shop đâu nha. Cái này hàng cao cấp hơn hàng của ấy nữa nha. Cái này chỉ có shop lớn với gia lại là hàng này là nó xúc đi á. Hàng này là hàng của công ty hãng KK nha mọi người nha. Hàng này hàng của hãng KK. Rồi chấm đi, em lên mấy mạ nữa cho mọi người chốt nè. Đây, màu đẹp như vậy nè mọi người nè, nhức nhói luôn nha mọi người nha. Đây, siêu đẹp như vậy nè mọi người ha. Rồi ai chốt mình lên đơn giùm em comment mã 1 size MLXL luôn nha. Không xịn em hoàn tiền gấp ngàn lần của đúng hãng của nó luôn nha. Hàng của hãng KK nè. Nếu mà ai mà đã xài qua rồi là biết, do con này là em có lấy em bận. Em lấy hai con, một con nào con cổ sơ mi y chang như vậy luôn, nhưng mà cái cổ đó khác nhau. Cái vải nó đẹp dã man nha mọi người nha. Rồi cái này là cổ của nó là cổ vest như vậy ha mọi người ha. Rồi ai chốt mã này lên đơn comment mã 1 giùm mình. Comment mã 1 nhanh tay lên đơn, comment mã 1 kèm size nha. Hồi nãy là Trương Thị Yến có like có chốt size M nữa không dạ cưng ơi? Hồi nãy có chốt size M nữa không? Cái mã đầu tiên có chốt size M không? Có chốt size M không nha? Chốt size M lên lại em chị ha. Rồi ok nè, chốt cho Trương Thị Yến nè mã size XL nè. Trời ơi nó đẹp lung linh luôn. Rồi XL cho Trương Thị Yến nè. Rồi size M cho Ngọc Ngọc nè. Rồi vậy là em chốt thêm một cái M nữa đúng không? Ai mà nhận cái hàng này về không phê là hoàn tiền. Tuyên bố với mọi người một câu luôn. Hả? M nữa là mã này nè. Mã 1 mà. M này là M mã 1 mà, không phải mã 1 hả? Đây mã 1 nè. Đây mã 1 cái như thế cái nè. Có nam nha, Kỳ Tích ơi, có nam nha, nam rất là nhiều. Rồi ai chút nữa lên đơn nha. Cái này nó có cũng là size ML và XL nha mọi người nha. Rồi đây cái này này Yến đâu, Yến lên lại dành chị cái size M này đi nè. Trời ơi, nó đẹp kinh khủng luôn mọi người ơi. Rồi ai chút mình lên đơn nha. Ai chút lên đơn nè. Có 39k à, Trần Hằng ơi, 39k nha chị ơi. 39k giùm em kèm số điện thoại nha. Cái Facebook này Facebook mới em, thành nên là những khách cũ nào cũng lên số điện thoại giùm em nha. Khách cũ nào cũng lên số điện thoại giùm em với ha. Rồi cái này à. Rồi ok nè, em M39k mà tặng cho Yến nè. Rồi ai chút nữa lên đơn nha. Trời ơi không đẹp xỉu không lấy tiền luôn á. Trời ơi mọi người mua được hàng thương hiệu mà nó rẻ hơn hàng chợ luôn. Tuyên bố với mọi người luôn nha. Hàng này là hàng thương hiệu nha. Nếu mà ai đã xài hàng shop rồi là mọi người nhìn là biết ngay và liền nha. Đó của Trương Thị Yến á. Cái đó nè. Cái này là hàng là chuẩn shop luôn, cao cấp nha mọi người nha. Hàng này là chỉ có hàng, nói chung là nó xuất nè.
đi Hàn Quốc rồi là nó nói chung là sức dư á, gọi là nó còn nó sale ra, nó sale ra cho shop này này kia nha mọi người nha. Xịn cực kỳ xịn luôn ha. Rồi ai chúc mã này comment mã tặng giùm mình này, comment mã tặng giùm mình kèm size nha, mã tặng kèm size. Chỉ có 39k thôi nha mọi người ơi, giá siêu rẻ luôn. Trần Hằng comment lại, lên số điện thoại lại giùm nha Trần Hằng ơi. Comment mã nào lên số điện thoại lại nha. Em mời nhưng mà mã nào kèm lên số điện thoại trên chung một dòng giùm mình với nha. Lên chung lên giùm em với. Bye. Nó nhiều lắm nhưng mà bây giờ nó lộn xộn gì không biết đưa like. Không có bóc cái nào ra like cái đó nên làm quá chuẩn bị. Ai chúc nữa lên đơn nha mọi người nha. Đây nó có mẹ đây nè, mẹ nó là mẹ cổ sơ mi nè. Phê lắm cái tình yêu ơi, phê cực kỳ luôn. Áo sơ mi nam, sơ mi nam có nha Kỳ Tích ơi, sơ mi nam có đầy đủ. Ủa sao kỳ vậy, sao này là mẹ kia nữa, vậy là cái mẹ sơ mi đâu, mẹ cổ sơ mi đâu, không biết chưa lúc được cái cọc nào chưa nhỉ. Sơ mi trang cái mẫu của tôi bận á, không có cái ri nào dưới đây chứ anh chị, không có cái ri nào luôn á. Cái sơ mi mà sơ mi bình thường mà lai bình thường á, tôi lấy tôi bận á, không có ri nào dưới đây chứ anh chị. Đây nó tùm lum hết trơn rồi. Chấm đi mọi người ơi, chấm 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 nha mọi người ơi. Mọi người nhận được hàng tặng đó nha mọi người nha, chứ không phải hàng bán đâu nha mọi người, hàng tặng á. Còn nha Trần Mỹ Viện ơi, bộ chị bận còn nha em nha. Bộ chị bận là hai bộ 150, hai bộ 150 ngàn nha mọi người nha. Bộ mình đang bận là hai bộ 150 ngàn nha, rất là nhiều hình luôn nha các bạn yêu nha. Bạn nào muốn chốt thì bà hả ngày mai xem lại like, hoặc là muốn chốt 4 bộ 2 bộ gì comment nha. Hai bộ chỉ có 150 ngàn thôi, bộ mình đang bận nha. Rất là dễ bận luôn ha mọi người ha. Phân mẫu đây. Đây nó có mẫu này, mã này nè mọi người nè. Đây nha mọi người nha, nó rớt vai nè, siêu dễ thương như vậy ha mọi người ha. Đây là cực kỳ dễ thương luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc mã này comment cho em là mã 2 giùm mình nè, comment mã 2 kèm size nha mọi người nha, dễ thương cực kỳ luôn. Cái này tay rớt vai, bận lên là nó rớt vai như vậy luôn ha. Đâu sợ nhau. Nè, bận lên nó rất vai, dễ thương lắm lắm luôn nha mọi người nha. Cực kỳ dễ thương nha, bận lên mới thấy được cái dễ thương, cái đẹp của nó nha. Rồi ai chúc lên đơn mã 2 giùm mình là tay nó rất vai như vậy nha, siêu cưng luôn ha mọi người ha. Rồi ai chúc mã 2 lên mã 2 giùm mình chỉ có 39k, cái này là thiêu luôn nha. Hàng là của hãng hết nha mọi người nha, mã 2 giùm mình. Ai chúc mã 2 lên mã 2. Ai chúc mã 2 lên mã 2 nha các tình yêu nha. Mã 2. Chị cao 1m65 lần em ơi. Chị cao 1m65 thành cho nên là ai mà thấp người là bận là ok. Đây. Còn cái này là cỡ này là cũng vừa chứ không có ngắn lắm, là do mình cao 1m65 lần nha các tình yêu nha. À, nên là mọi người cao 1m6, 1m50 mấy là bận vừa khính luôn á nha. Mình cao tới 1m65 lần. Nha. À, nên là mọi người mua mọi người cứ yên tâm. Quần là mọi người bận dài phủ phê luôn á. Mình cao mình bận như vậy là ok rồi. Nha, 1m65 là bận được cái bộ đồ này là quá ok luôn nha mọi người nha. À, nên là mọi người dưới 1m6 là cứ chốt vô tư, 1m65 vẫn chốt được nha. Nói chung là cái này mình bận nó gọn như vậy nó cũng đẹp, nó đâu phải là đâu phải cần là nó dài. Nếu mà ai mà thấp thấp người thì bận dài cũng ok, mà bận lửng lửng cũng được. Rồi lấy bộ chị mặc cho Trần Mỹ, Trần Thị Mỹ Viện nè. Màu đen nè, đen nè mà trên luôn.
đủ size nha Nguyễn Thảo ơi, đủ size nha em nha. Cái mà rớt vai đó là đủ size M, L với XL nha, nó có 3 size nha. M, L với XL nhìn chị nha. Nói chung là nếu mà cao 1m65 là có thể 60kg đổ lại là bận được luôn ha. Đây trời ơi, cái này đẹp đẹp kinh khủng luôn nè mọi người nè. Cái mã này đẹp dọa man. Ủa sao cái này là cũng là cổ này ta? Cái cổ sơ mi bình thường đâu? Thế là không có cái cổ nào sơ mi bình thường hết hả? Trời ơi, cái ri này, cái này nó có y chang như vậy mà cổ sơ mi bình thường nữa nha mọi người nha. Ai mà chốt sơ mi bình thường lên sơ mi bình thường nhà mình nha. Ai chốt sơ mi bình thường lên sơ mi bình thường nha mọi người nha. Cái này là nó là cổ, nó là cổ cổ vest, nhưng mà ai muốn chốt sơ mi bình thường comment là sơ mi, mã sơ mi giùm mình đi, là mình sẽ lấy cổ sơ mi bình thường, là cổ bẻ bình thường á. Ở dưới này sao nó không có ri nào trơn vậy biết. Thì cái này nam nữ mặc được không? Cái này nữ em ơi, nam bận được đâu em ơi. Cái size L này chắc là khoảng 60kg nha Trương Cẩm Linh đây. Nó tùy theo chiều cao á ha, tùy theo chiều cao mọi người. Phân mẫu đâu, phân nè, như cái trên L này là khoảng 65kg bận được nè. Cái trên L này 65kg bận được. Nó tùy theo chiều cao nữa, trên L này nó to vậy nè, 65kg bận được nha. Rồi qua mẫu khác nha mọi người nha. Cái này mình còn ít quần sọc nam nè, mình tặng hết cho mọi người nè. Chấm bài đi mọi người ơi, chấm bài cho tình yêu ơi. Chấm bài đi cho mình xin một nút chia sẻ càng tốt nha. Bạn nào chưa chốt được áo khoác, chưa chốt được áo khoác hôm nay mình còn khách sĩ nó lấy hết trơn rồi. Hôm bữa mọi người không chốt, hôm nay còn cái màu và nó rớt lại một cái màu xám thôi nha, xám trắng và xám đậm thôi nè. Cái này nó còn một ít nè. Cái hàng này là mọi người biết lý do sao nó còn ít này không? Cái hàng này là hàng mẫu nè, mình chào cho sĩ nè, nó còn dư ra nè, nó còn dư ra chứ cái hàng này là bán hết sạch rồi nè. Cái này coi thử còn sót lại không, do biết sao hàng nhiều lắm rồi, lâu lâu cứ nó sót nó lòi ra, nó đẹp giả man luôn mọi người ơi, nhức nhói luôn nha. Cái hàng này là bao xịn bao chất cho mọi người luôn. Em tặng cho mọi người cái này 59k thôi, size 32, 59k, nhận về không đúng như lời mình nói hoàn tiền nha. Cái màu này màu nói chung màu nâu đậm á, đậm đẹp lắm, nó đẹp hơn màu đen luôn á mọi người. Cái màu này còn đẹp hơn màu đen nữa nha, size 32 thì mình tặng luôn 59k, ai nhanh tay hôm nay thì được nha. Cái này nói chung là bữa sale tặng 75k đó, rồi hôm nay tặng luôn 59k. Nếu mà ai đã mua cái lô này rồi là biết nha, chuẩn hàng xuất dư luôn nha mọi người nha, chuẩn hàng xuất dư Zara xịn sò luôn ha. Rồi nhanh tay ngay vào liền giùm mình comment mã nâu 59k size 32 giùm mình. Mã nâu 59k size 32. Cái này là một bao này, là bao mình chào mẫu cho sĩ nè, mình đưa cho sĩ mình chào mẫu nè. Nó còn sót lại một bao này này, hết sạch rồi, không có đâu. Đây là một bao chào mẫu, chào mẫu nó còn nè, thành ra là nếu còn cái này em bữa ta hỏi là còn đủ màu không, nhưng mà cái này nó không có còn đủ màu đâu. Rồi 32, 59k da Diễm Anh nè, cái đó đẹp lắm Diễm Anh ơi. Cái này chị bao cho em luôn, siêu đẹp luôn. Rồi cái này là màu bò đây nè, màu bò size 30 nha mọi người ơi, quần nam nha mọi người nha. Hàng Lacoste nha, nếu mà ai đã xài hàng thương hiệu hàng Lacoste là mọi người biết rồi nha. Bao xịn chuẩn luôn, hàng xuất nha mọi người nha. Lacoste là nó là hàng thương hiệu nha các tình yêu nha. Tặng cho mọi người luôn, sẽ tặng luôn cho các tình yêu 59k chơi lớn luôn nha. Nhận về mà không xích xoa cái con này hoàn tiền gấp ngàn lần cho mọi người luôn. Chuẩn hàng Lacoste nha. Lacoste là mọi người biết rồi, Lacoste hàng xuất là mọi người biết rồi nha, chuẩn luôn á, chứ không phải là ba cái hàng rẻ tiền đâu ha mọi người ha. Cái này á mọi người mua bán hàng chợ mà nói chung là hàng xưởng nó lên á, mọi người đã mua 101 một con rồi đó. Hàng nào mọi người tệ gì mọi người mua phải là 270, 280 nè. Cái này nói chung là cái giá mà nó xuất dư ra nó sell cho shop á. Còn mà cái này mà mọi người mua mà đúng giá của nó mấy trăm ngàn một con này lận. Xịn đét luôn nha. Cái logo cái dây này cũng là Lacoste luôn, đúng hạn luôn nha. Rồi size 30, da bò size 30. Da bò còn size 29, size 30. Da bò size 29 và size 30 nha mọi người nha. Rồi nâu chút là Diễm Anh rồi nha em nha. Sang sơ mi nam đi ngủ đi. Sơ mi nam để bữa nào đi em ơi. Do biết sao sơ mi nam hôm bữa chị mới like hôm kia rồi. Để cái gì hả chị like sao. Cái màu này đẹp giả man luôn các tình yêu ơi. Mấy màu này nó dễ phối áo mà nó sang kinh khủng luôn nha. Rồi 29, 30 nè mọi người nè. Cái này nó còn một ri á.
da bò có 31 con chết. Để coi lại được nha, cái da bò này coi thử cái này còn đi như đây này, coi thử sai như vậy. Da bò, da bò đẹp lắm, hàng là có xịn tinh củng luôn. Rồi cái này size 32 giùm mình luôn. Trời ơi, ai mà nhận được mấy con hàng này là thôi thật sự luôn. Kinh còn kiếp đúng rồi. Rồi ai chốt lên đơn nha, comment size 32. 32 hôm nay em tặng luôn 59k nha. Hôm nay ai mà nhận được là sung sướng cuộc đời luôn ha. Rồi cái này là bán lấy tương tác chứ mà là bán lấy lời đâu nha. Lỗ sạch gạch luôn ha. Cái này là lỗ sạch máu luôn á. Rồi lên đơn giùm em, comment mã xanh giùm em. Comment mã xanh nha, 59k mã xanh đẹp tuyệt vời luôn. Mã xanh 59k, cái này nó có 32, da bò có 32 luôn nè. Da bò có 32 luôn nè mọi người ơi. Rồi rồi rồi, để có gì ngày mai nhân viên gọi chốt đơn nha. Rồi xanh cho Mỹ Nhung có đơn không mà dồn đơn nhờ Mỹ Nhung nè. Mỹ Nhung có đơn hôm trước đúng không? Rồi ok, xanh cho Mỹ Nhung này, dự bị da Diễm Anh đi. Rồi ghi dự bị da Diễm Anh. Cái da bò này có 31-32 luôn nè Phan Thị ơi. Da bò này em có 31-32 nha. Diễm Anh chốt ngay vào liền mấy con này đi. Mấy con này là chị bảo đảm chị bao luôn. Hàng nó nằm trong túi mờ như vậy nè, sức dư ra chứ không phải hàng ở đây đâu. Nó quá thơm. Cái quần nó thơm dã man luôn, xịn kinh khủng khiếp nha. Nó có 31, nó có 29, 30, 31 và 32 nha. Cái này nó còn một ri nè, 29, 30, 31 và 32. Chút da bò lên, da bò co giãn mạnh như vậy nha mọi người nha. Nhận về là chỉ có phê thôi nha mọi người nha. 29, 30, 31 và 32 cho mình nè. Rồi size 31 cho Phan Thị. Ai chúc da bò nó lên da bò, da bò size 31 cho Phan Thị nè. Rồi ai chúc da bò nó lên da bò 31 Phan Thị. Rồi cái này nó còn 32 nha, 29, 30, 32. Cái này Diễm Anh em không chúc, cái này là tiếc cực kỳ luôn á. Cái màu này nó dễ bận lắm luôn. Màu này dễ bận mà đẹp lắm luôn á cưng ơi. Quá đẹp luôn, màu này quá chuẩn quá đẹp. Rồi da bò cho Võ Hạnh nè, đẹp lắm. 59.000 rẻ quá trời rẻ luôn, chưa từng thấy luôn. Rồi cho Võ Hạnh một con nè. Rồi cho Nguyễn Thảo một con nè. Nguyễn Thảo một con nè. Rồi Hằng Nguyễn ơi hết rồi em ơi, Diệm Anh hết rồi, chị kêu chốt đi, nãy giờ không chịu chốt. Cái nào đẹp là chị kêu đẹp à. Ai mà nhận con này về là chị có phê thôi. Đẹp lắm, cái này em còn một con riêu nè mọi người nè. Còn size 29 là size 30 thôi nha. Ủa Diệm con gì? À gì? À Phạm Kiều nè. Phạm Kiều xong chốt cái đó đi Phạm Kiều. 29 á Phạm Kiều. Ồ mấy đó nó xịn giả man luôn. Rồi riêu nè em còn con size 36. Khách quen đâu nè, khách quen size to đâu, chốt hốt ngay và liền nè. Rồi con này em còn một con size 36 nha mọi người nha. Co giãn mạnh như vậy nha các tình yêu nha. Siêu đẹp, đẹp lắm lắm luôn. Size 36 em tặng luôn 59k. Hôm nay ai mà nhận được là hoan hỷ nha mọi người nha. Trời ơi nó đẹp giả mang, đẹp luôn. Có giá này đâu nha mọi người nha. Em bán cái này là nói chung là mình bán này là mình lấy tương tác thôi. Để cho mọi người còn quảng cáo cái shop của mình. Do là cái này là cái shop mình làm mới. Mình mới lập cái Facebook này, nói chung là chưa được một tháng, nói chung vừa lập luôn á. Thành nên là nó không có được bao nhiêu lượt tương tác, nên mình bán lấy tương tác thôi. Rồi riêu size 36 cho Võ Hạnh. Da bò size 30 cho Trương Thị Yến này. Đúng rồi, phải nhận một con này để mới biết được cái hàng xịn nó với cái hàng thường nó ra làm sao nha. Rồi da bò Trương Thị Yến riêu cho Võ Hạnh ghi 59k. Võ Hạnh nó kèm giá tiền nha. Chứ để tới hồi đó là kèm không kèm giá tiền rồi là hồi đó lộn rồi là lỗ ráng chịu á nha. Lỗ ráng chịu nha, thật sự luôn. Chứ không ai bán giá 59.000 đâu, 59.000 là thanh lý. Ủa chánh bé nè, nãy xem chút mấy cái size to nè. Rồi còn một con size 31, trời ơi xuất sắc luôn nha mọi người nha. Kinh khủng lắm, cái này đẹp giả mang lắm mọi người. Size 31 giùm em, ai mà mua hàng xịn rồi nhìn là biết ngay và liền mấy con này nó xịn đẳng cấp luôn nha mọi người nha. Rồi lên đơn tặng luôn 59k, chơi lớn với mọi người luôn nha. Túi là khỏi phải bàn luôn nha mọi người nha. Đèn cái chất của nó, cái túi nó dày giả mang như vậy nè. Nó phải như ba cái hàng rẻ tiền. Trời ơi nó đẹp giả mang luôn. Rồi size 31 giùm em tặng luôn 59k. Nếu ai đã theo dõi Facebook là biết rồi ha. Hôm bữa sale 75k mà chốt kinh khủng luôn. Chốt ào ào, mọi người biết về là lúc nào hàng của mình là về số lượng lớn chứ không có về mà dài 30 cái hay là dài 300 cái đâu. Cái này được trước chốt nhiều lắm. Khách quen của mình là chốt ào ào, giành giật chốt không kịp luôn á. Cái này nè, bây giờ Facebook mới là nhiều khi mà mọi người chưa có xài, chưa có mua, chưa có biết.
Rồi cho 29 luôn cho Mỹ Nhung nè, da bò nè. Rồi 31 cho Thu Nguyễn. 36 hết rồi nha Trần Hằng ơi. Trần Hằng có chốt đơn là nhớ lên cái số điện thoại giùm nha. Không có số điện thoại là không chốt đơn được nha. Tại là hồi nãy bỏ lộn hay sao, cái này size 30 nè. Còn size 29 đâu, hồi nãy là người ta chốt 30 rồi, giờ còn 30 đây rồi. Size 29 nãy người ta chốt 30 bỏ 29 rồi Trần á. Rồi thôi lại luôn. Thôi quá giỏi thiệt ông ơi, tôi ngồi lên tôi biết luôn cái này luôn. Ủa cái 31 chốt cho ai, cho Võ Hạnh rồi đúng không? Da bò hết rồi, hết da bò là dòng thời gian ơi. Ủa sai 31 Võ Hạnh chốt mà tặng 31 cho Võ Hạnh này rồi dự bị cho Diễm Anh đi. Cái sai 31 Võ Hạnh này ghi dự bị cho Diễm Anh. Rồi cái của Thu Nguyễn là size 30 ra đơn chưa? Đó 30 ha, Lâm bóc có 30 bỏ vô đi. Ta đọc không chịu nghe đâu. Rồi size 31 dự bị đi, dự bị cho Diệm Anh đi. Trời ơi cái này sốt mấy cái thôi nha mọi người ơi, nhanh tay đi nè, xả 59 ngàn là nói thật sự mà ai mà chốt được tiết kinh khủng khiếp luôn á. Không bao giờ có hàng luôn á nha mọi người nha. Mọi người mua 200 ngàn cũng không có cái hàng Lacoste này, hàng thương hiệu này đâu nha mọi người nha. Đây, hàng thương hiệu luôn nha, nó thiêu logo nha. Không bao giờ mà mua được 200 ngàn, chứ đừng nói mà mua được mà giá mà 59 ngàn. Rồi cái đen này em còn hai con, một con size 34, con size 36. Một con size 34, một con size 36. Kinh khủng luôn, chứ không phải là đẹp vừa đâu. Đẹp giả mang luôn. Size 34 và size 36 nha, Lacoste chính hãng luôn nha, thiêu luôn nha mọi người nha. Đây cực kỳ sạch luôn, mà trên lưng của nó cũng là Lacoste luôn nha, chứ không phải là ba cái hàng nhái đâu mọi người ha. Vải là khỏi chê, khỏi chê về chất nha mọi người nha. Rồi 34 với 36 màu đen giùm em, 34 36 em tặng nha mọi người nha. Cái này là bạn lấy bán lấy tương tác nha. Nếu ai đã nhận được mấy con này rồi làm ơn quảng cáo giùm mình nha, quảng cáo sắp chi fan vô nhấn nút theo dõi nha, để mình sale hàng nam hàng nữ hàng bé hàng gì cũng có hết cho mọi người nha. Còn hai con nhanh tay ngay vào liền. Ai mà đã đợt trước mua đừng nên phân bì nha. Ai đã mua hàng của mình là hiểu ý mình rồi. Mình bán mình sale cái nào mà còn hết là nhiều khi mình thẳng luôn ha. Cái riêu này còn sót lại nè. Cái riêu này còn sót lại hai con nè. Cái riêu này sót lại hai con. Đen không có 31 Phan Thị ơi, đen 34 à. Rồi đen cho Hằng Nguyễn nè. Đen 59k 34 cho Hằng Nguyễn nè. Rồi ghi luôn dự bị cho Nguyễn Trần Thị Mỹ Viện đi. Ghi dự bị Trần Thị Mỹ Viện. Rồi size 36 cho Trần Hằng nè. Em mua quần này rồi đẹp lắm, nhưng nó lớn hơn bình thường một size. Đúng rồi, quần xịn nó to hơn bình thường nha. Đây nè, cái Ngọc Diệu đã nhận rồi nè. Em Ngọc Diệu, em comment lại giùm chị có thể em mua bao nhiêu, phải là 75 ngàn không? Không bao giờ có giá này đâu nha mọi người ơi, 75 ngàn. Nhưng mà cái quần này là quần xịn, cái size của nó nhích hơn cái size bình thường. Nói chung nhưng mà nó rất là dễ bận nha. Rồi ok em nha, Diễm Anh nha, coi chốt em gì chốt nha. Trời ơi cái riêu này nó đẹp kinh khủng chưa nè. Còn đúng hai con nha, ai nhanh tay thì được nè mọi người ơi. Nó xịn dạ mấy em bôi bận không ơi. Bận không? Bận nè, bận lấy màu nè. Bận thoải mái ha. Bận thoải mái lấy 32 hay là 31? 31 đi ha. Rồi còn một cái 32 thôi, bán rất là uổng luôn á. Cái này mà nếu mà nhóc cho mình nó bận vừa, mình để hết cho nó bận. Còn cái 34 nè mọi người ơi. Còn một con 34, ai chốt riêu lên riêu em tặng 59k. Lấy để bận đẹp lắm luôn. Đây nãy giờ không chịu lấy mấy cái cho nó. Hình như bữa lấy mấy cái quần kia xong bỏ ra bận hết đi. Rồi ai chốt lên đơn nha. Riêu còn đúng một con size 34 nha. Nhận về là chỉ có phê thôi. Rồi 34 nha. Ai mà sàn rành nhìn là biết liền. Phê ngay và liền luôn nha. Size 34 riêu. Mã riêu size 34. Mã riêu size 34. Em mua 75k. Đúng rồi chính xác. Em mua 75k. 75k mà đợt trước mà chị về chị like nó mua ào ào chốt quá trời chốt luôn. Hôm nay mà 59k mà còn hả bán mà còn hả không có người chốt, em thấy không? Thảm luôn. Rồi con này size 28 cho mình nè. Con này size 28 nha mọi người nha. Còn một con xanh đen size 28 59k xanh đen. Comment mã xanh đen size 28 59k Zara xịn luôn nha mọi người nha. Rồi size 28 59k giùm mình, size 28 nhưng mà 29 vẫn chốt được con này nha mọi người nha. Bao đẹp cho mọi người luôn.
Màu này màu gì giống không? Giống là đưa cho bò luôn. Đẹp mê luôn. Cầm lên nhức nách đó thấy không? Cảm ơn Ngọc Diệu nhiều nha em nha. Bởi vậy chỉ có những khách quen người ta mua rồi người ta mới biết được thôi. Rồi riêu cho Võ Hạnh nè. Thành cho nên á, mọi người mua ở đâu mua hàng của mình nhận hàng được quyền kiểm tra ra hàng trước khi thanh toán nha mọi người nha. Rồi xanh đen 29 cho Phạm Kiều. Rồi em còn một cái này size 31 nè, mã riêu nè. Mã riêu còn một con size 31 nữa, nhanh tay ngay vào liền em có hàng đâu mọi người ơi, hết rồi. Nè hết rồi, biết còn sốt cái ri nào nữa không nha, để coi nếu còn sốt thì mình like luôn nha. Rồi nhanh tay ngay vào liền giùm em nè. Size 31 còn đúng một con một, trời ơi xịn sò kinh khủng khiếp luôn. Mọi người nhận về mà không phê là không lấy tiền nha. Lên đơn. Size 34 ra rồi, size 34 nó ra rồi nha. Đây nè, lỡ rồi còn mấy con màu trắng nha mọi người, chốt luôn đây nè. Còn mấy cái riêu nữa nè mọi người ơi. Đây, khoan đi từ, còn tốt là mấy cọc. Có ai mà chốt size to comment nha mọi người nha. Có ai chốt size 38, 40, 42 rồi mọi người comment nha. Rồi em lên cái này lên nguồn jean nữ nha mọi người nha. Đó là jean lên nguồn jean nữ, hình như là còn một lớp quần 2 quần. Nè xanh em còn 2 con nè mọi người ơi. À, nó cứ rải rác như vậy là nó còn sốt lại, lỡ like cho hết luôn nha. Like cho hết luôn, còn hai con xanh đen nè mọi người nè. Nè, riêu nè, 34 nè, ngồi đó nè, 34 nè, xanh đen nè. Rồi riêu này size 31 nè, coi để lộn đó nha. Rồi riêu size 31 chốt chưa? Bỏ riêu vô đi kìa. Riêu size 31 cho Diễm. Kìa, để bôi coi. Riêu size 31 á, nó có 31, 34 á. Lấy cái đó đi, 31 nè. Rồi, xanh đen còn 2 con nè mọi người ơi. Xanh đen còn 2 con nữa nha, số lại 2 con nữa. Con này size 30 nè. Con này size 30 nè, xanh đen size 30 nha, 59k rẻ lắm mọi người ơi. Xanh đen. Còn con xanh đen, 2 con xanh đen. Rồi còn một con size 34, một con size 30. Trời ơi, phê chưa, còn sót con 34 nữa nè các tình yêu ơi. Còn sót con xanh đen size 34 nữa nha mọi người nha. Một con 30 và một con 34, nhanh tay ngay vào liền nhà mình. Một con 30 và một con size 34 nha. Xanh biển có một con size 36 nữa nè. Chánh bài đi mọi người ơi. Riêu không còn size 28 đâu em ơi. Còn size nào chị like size đó là xả hết, tặng hết. Tặng hết luôn á. Không có bán đâu. Rồi xanh đen size 34 cho Võ Hạnh nè. Ôi dồi ôi, 36 còn một con này, phê chưa mọi người ơi. Xanh biển size 36, không phê không lấy tiền luôn. Đẹp kinh khủng luôn á mọi người ơi, phê lắm luôn. Chất là khỏi bàn về chất nha mọi người nha. Rồi comment xanh biển giùm em này, size 36 nè. Xanh biển size 36. Cái xanh đen em còn một con size 30 nữa. Các ai chốt giùm em luôn đây nè mọi người ơi. Xanh đen 34 nè. Xanh đen còn một con size 30 nữa nha mọi người nha. Ai chúc 30 lên 30 giùm mình nha. Rồi còn một con xanh biển size 36 các tình yêu ơi. Xanh biển size 36 xe like đi. Vậy vậy sao mà nó quải như vậy. Ủa cái riêu này Diễm Anh xả ra hả? Hả không Hải? Cái riêu này là Diễm Anh xả ra hay sao mà có cái riêu này vậy? Cái này bữa Diễm Anh chốt mà xả ra hả? Ồ này riêu này đẹp lắm luôn nè. Rồi em này còn 2 con là tặng 55k nè. Trời ơi đẹp xỉu luôn. Cái riêu này đẹp giả mang luôn nha, tặng luôn 55k nè. Size này size 2 đi lời giùm em nè. Không xịn hoàn tiền gấp ngàn lần cho mọi người luôn nha. Comment mã riêu đi nè mọi người nè. Ai chúc riêu lên riêu. Cái xanh biển size 36 nha mọi người nha. Cái xanh biển size 36 á. Rồi ai chúc mã riêu lên mã riêu. Cái riêu này đẹp giả mang luôn các tình yêu ơi, đẹp lắm. Riêu còn 2 con nha. Còn một con size đang bán mấy trăm ngàn một con lận á. Rồi cái riêu này mà còn size 2XL nè mọi người nè.
Kêu tặng cho Võ Hạnh 55k nè. Phê lắm. Phê lắm luôn. Chuẩn luôn nha. Ai mà về mà kêu không phải hàng xốp mà không phải hàng xịn mình hoàn tiền nha nha. Rồi riêu. Rồi riêu cho Võ Hạnh. Rồi riêu cho Diễm Anh. Hết riêu. Rồi còn riêu trắng nữa nè mọi người ơi. Chốt trắng trắng giùm em luôn đi. Còn ba cũng con trắng như này chốt luôn nha mọi người ơi. Hàng da ra này mà thật sự luôn á, nhập vô 200.000 vốn. Khóa like giờ ai vô canh nữa, giữa like đâu, đầu like đọc cái chứ còn ai chui vô giữa like để xem like đâu mà lo. Rồi ai chút trắng lên trắng giùm em nha, 59k hàng da ra này, còn trắng em tặng luôn 55k luôn đây nè mọi người nè. Trắng tặng luôn 55k, size 31 này, da ra đúng hàng hạn luôn. Nè nó chửi nó không cho đọc tên nè, thiệt sự luôn nha. Đọc tên mà nhiều khi đầu like nó quét một phát một là dân nít luôn á, mất nít luôn á. À, nên mà bán hàng thương hiệu là dễ bị mất nít lắm. Đẹp kinh khủng luôn nha, cái màu trắng nó đẹp kinh khủng khiếp luôn nha mọi người nha. Rồi ai chúc lên đơn giùm em nè, comment mà trắng nha. 55k trắng nè. Rồi size 31-30 size trắng, size 31, size 30 nè. Trời ơi đẹp kinh khủng luôn. Và size 36 trời ơi giả mang đẹp luôn á nha. Ai nhận mấy con này về là chỉ có phê thôi. Size 31 cho Tuyết Minh. Còn là Tuyết Minh có số điện thoại chưa? Tuyết Minh lên số điện thoại là Tuyết Minh ơi. Lên số điện thoại. Tuyết Minh lên số điện thoại. Không có số điện thoại không chốt đơn được. Mùa hè cho anh Trung cái trắng đi chị 55k kìa. Rồi ok Tuyết Minh nè. Tuyết Minh chốt thêm món nữa đủ đơn đi đơn nha. Rồi dự bị cho Võ Hạnh. Đây cái Tuyết Minh nó ghi cái trắng là dự bị cho Võ Hạnh. Rồi còn hai con size 36 giùm em nè. Còn hai con size 36 nha. Phê lắm mọi người ơi. Đồ nam nó mắc kinh khủng mà mọi người đã mua được cái hàng shop là càng khó nữa thật sự luôn nha. Cái này là thanh lý hàng là toàn bộ hàng shop xịn như vậy nè. Rồi size 36 giùm em 55k rẻ chưa từng thấy luôn. Xịn VIP luôn á, đẳng cấp luôn á. Rồi lên đơn. Để em còn mấy cái trắng dây kéo nè. Còn mấy cái dây kéo nữa mọi người nè. Mấy hàng này hàng dây kéo nha mọi người nha. Dây kéo cũng hàng xịn hết toàn bộ nha. Hàng của nào là hàng xịn hết nha. Ông người à cúp nguồn. Chị qua lấy dây cho mẹ. Em mua cho không, hình như là có size 29 à. Ủa Phân đợi coi thử. Cái màu trắng nó còn size nhiều à? Size 30 phải không? Coi thử size bao nhiêu rồi. Rồi con này size cỡ khoảng size 30, 31 à, không có nhỏ Phan Thị ơi. Quần xịn luôn nha mọi người nha. Đúng hàng xịn nha. Hàng xúc xịn luôn á. Bao đẹp, bao xịn, bao chất cho mọi người luôn nha. Size này cỡ khoảng size 31 cho mình nè. Size 30, 31 cho mình nha. Bao đẹp luôn nha. Comment trắng dây kéo cho mình. Comment mã trắng dây kéo cho mình nha mọi người nha. Trắng dây kéo cho mình tặng cho cái tình yêu con này với giá là 35k. Comment mã tặng 35k. Phê lắm cái tình yêu ơi. Đẹp giả mang. Mã tặng cho mình đi, mình tặng 35k. Comment mã tặng nha. Size 31 á. Size này có khoảng size 30, 31. Size 30 nha mọi người. Con này có khoảng size 30. Quần có dây đó. Quần có dây đó nó size 30 là Phân Thị ơi. 30 vẫn được không? Đã bôi lấy cái màu trắng size 30 luôn rồi con. Màu trắng luôn nha. Trắng luôn nha. Lấy trắng size 30 nha bôi luôn hả. Đó đẹp để dành Tết đó mà. Rồi lên đơn nha mọi người nha. Mã tặng 35k. Lấy cái màu trắng size 30 nha bôi luôn. Bán kiểu 5 nó rồi mua hàng tặng mua mấy trăm nghìn cái. Rồi mã tặng Phan từ từ nha. Sorry tôi cầm lên không thấy. Rồi mã tặng dây kéo cho Trương Thị Yến nè. Mã tặng cho Trương Thị Yến. Rồi mã tặng cho Phan Thị. Đẹp lắm mọi người ơi, xịn lắm. Xịn đét luôn á. Rồi mã tặng cho Phan Thị. Rồi còn con mã tặng nữa nè. Kèm giá tiền nha Tuyết Minh ơi. Kèm giá tiền giùm em với nha. Mọi người ơi, ai chúc như kèm giá tiền giùm em với. Rồi cho Tuyết Minh nè. Nếu mà mày lấy cho anh Tùng mà lấy cái này đi nè. Cái này nó nghĩ nó vừa hơn.
Rồi cái này tặng cho Thuyết Minh nè, cái này cho Văn Thị đi cho thoải mái, nó lấy cho thằng Tùng quá. Lấy to để cho nó đi. Vậy không? Rồi bây giờ lên ấy nha mọi người ơi, bây giờ lên lên quần jean nha mọi người nha, lên quần jean nha, cái ai chúc áo tung tung niên ha mọi người. Nè còn một cặp này nè mình tặng cho mọi người nè. Cho Phan Thị đâu? Tặng cho Phan Thị nè, size to á. Rồi cái này mình tặng nha, cái này còn đúng ri mình tặng hết cho mọi người nè ha. Đi em sạc pin em mà kéo xuống quá thì mình giật cái máy xuống đất nè. Hẹn chịu ái bên đó. Niệm qua bên này rồi nó giật cái dây ra. Rồi lên cái mã tặng này nữa rồi, lên quần jean nữ nha mọi người nha, lên quần jean nữ cho mọi người chốt nha, chấm bài đi nè. Rồi tặng cái này cho các bạn đi 25k này, ai nhanh tay được nha, tặng 25k thôi nha mọi người nha, size 30. Tặng 25k bao xịn luôn nha. Em tặng 25k. Comment mã này mã tặng 25 size 30, comment tặng 25k size 30 nha. Comment mã tặng 25k size 30 giùm mình nha, bao đẹp như vậy nè ha, không bao giờ có đâu nha mọi người nha. Mọi người biết nhập sĩ vô giá bao nhiêu không? Cái hàng này như sớm nhập sĩ vô là 75.000 hay sao á. Thằng phun ma luôn nè, 70-75 ngàn vậy đó, giờ tặng 25k luôn. Mà tặng size 30 25k. Rồi mà tặng nha Trương Thị Yến nè, size 30 25k. Tặng màu trắng nha kìa. Rồi cái mã tặng nó mình còn một con size 29 thôi nha mọi người nha. Rồi mã tặng này còn một con size 29 nha, size 30 rồi còn size 29 nha mọi người nha. Mã tặng này còn con size 29 nó đẹp như vậy nè mọi người ơi, nằm trong bao đẹp lung linh như vậy nè, 25k ở đâu ra. Rồi mã tặng size 29 còn một con size 29 nè Phạm Kiều, rồi sao nó không chốt mấy cái này nè trời. Rồi size 29 nè. Cái này hết 30 rồi Diễm Anh ơi, còn 29 thôi được không nè. Rồi 30 còn màu này nè. 30 còn màu này nha. Rồi còn màu này comment mã nhạc giùm mình nè. Nè phun ma bên sau luôn nha mọi người ơi, mã này siêu đẹp luôn á. Rồi tặng luôn 25k nè. Cho 29 luôn cho Diễm Anh nè. Rồi comment mã đây là mã nha. Comment mã này mã 10 giùm mình, size 30 và size 31 nha. Mã 10 này size 30 và size 31 giùm mình, 25k mã 10. Mã 10 size 30 và size 31 nha, mình tặng nha. Không hề bán nha mọi người nha. Rồi mã tặng giùm mình comment mã 10 tặng. Mã 10 tặng 25k size 30 và size 31, đẹp lắm mọi người ơi, đẹp lắm. Mã 10 tặng. Comment mã 10 á mọi người ha, mã 10 nè, mọi người có nhìn thấy rõ không? Nó đẹp như vậy nè, xuất sắc như vậy nè, chứ không phải là ba cái hàng ấy đó nha. Bôi bẩn cái này không bôi. 30 và 31 mã 10. Rồi mã 10 size 30 cho Trương Thị Yến 25.000 mọi người nhận về thử coi. Trời ơi, thật sự luôn, nó lỗ mà tụt quần luôn á. Còn con size 31 nha mọi người nha, 31 giùm em 25k. Mã 10 31 25. Mã 10 size 31 25k. Mã 10 31 25k. Còn hai con này tặng luôn 25k. Đau lòng lắm luôn á. Con này mọi người biết nhập vô bao nhiêu tiền không? Rồi con này size comment mã xanh giùm mình, sắm xanh giùm mình, size 30 tặng luôn 25k, sắm xanh size 30 25. Quần nam nha mọi người nha. Quần nam mà dạng này là dạng quần Hàn Quốc đó mọi người ha. Rồi cái này comment sắm xanh size 30 25k, sắm xanh. Sắm xanh 30 còn hai con, comment sắm xanh 30 25k. Sắm xanh nha mọi người nha, sắm xanh. Rồi sắm xanh cho Ngọc Diệu. Rồi sắm xanh cho nhì Võ Hàng. Võ Hàng lên số điện thoại đi Võ Hàng ơi. Sắm xanh cho Trương Thị Yến. Hết nha mọi người, có hai con thôi.
Nè hàng hàng Hollister này đó, ai đã xài hàng Hollister biết nha, cái này nó có sơ mi luôn nha. Cái này là hàng xịn, bao xịn cho mọi người luôn ha mọi người ha. Cái này còn con size 30 và con size 29 nè, mình tặng luôn cái tình yêu 35k hàng Hollister nha. Hollister nếu mà ai đã xài và mua áo sơ mi trong xã hoặc là mua cái thương hiệu này trong xã mình rồi là biết nha. Áo thun có, áo sơ mi có, nói chung nó đầy đủ luôn. Nó mắc kinh khủng luôn chứ hoặc là nó rẻ nha. Hàng Hollister này bao giá cho mọi người luôn, vải xịn cực kỳ. Rồi cái này nó có hai con thôi, size 30 và size 29 mình tặng luôn cái tình yêu 35k. Hàng Hollister này là hàng xúc cho mọi người nha, vải là bao chất luôn ha. Đây. Bao chất cho mọi người luôn, phê lắm, vải là bao đẹp nha. Rồi 35k size 30 và size 29 cho mình. 30 và 29 nha. Nếu ai đã xài Hollister rồi là biết nha. Hollister là hàng xuất khẩu nha mọi người nha, hàng xuất khẩu bao chất cho mọi người luôn. Rồi 35k Trương Thị Yến size 30. Thôi size 30 rồi, còn một con size 29 nha mọi người nha. Còn một con size 29 giùm em. Trời ơi, đẹp xuất sắc luôn á. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi bây giờ lên ít quần jean nữ nha mọi người nha. Lên ít quần jean nữ nha các bạn yêu. Chấm bài giùm mình đi mọi người ơi, lên ít quần jean nữ nha mọi người nha. Chấm 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 giùm mình đây nè. Chấm bài giúp mình nha các bạn yêu ơi. Mọi người ơi, mọi người ơi, chấm bài nè, lấy quần jean nữ nè. Ai còn đang xem cho mình xin một chấm đi mọi người. Cho mình xin một chấm để mình biết mình like thôi chứ gì hết trơn á. Còn xem thì mình còn like, còn không là mình xuống like. Rồi 29-35k cho Phạm Kiều. Rồi em lên cái quần jean nữ nha mọi người nha. Chị Tú mở chưa chốt được áo khoác đúng không chị yêu ơi? Chốt áo khoác không? Hồi nữa em tặng nha áo khoác. Trời ơi đẹp quá. Mấy mẫu này đang hot bây giờ không nha mọi người nha. Đang hot bây giờ không á. Cái này cái lưng của nó là nó viền, nó rùng 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 thun là siêu đẹp luôn nha. Cái mã này size M nè mọi người nè. Mã này size M giùm mình nha. Vải này là vải cô tông xịn nha. Cô tông xịn mềm mịn nha mọi người nha. Rồi 55k gì mình, 55k bao cho mọi người toàn Facebook luôn á. Mọi người đố mọi người mua được cái quần mà nó mềm nha. Cô tông mà hàng này là dạng như là nó may như Becky, nhưng mà cái này là dài nha. Cái này có đăng trên trang luôn nha, bao đẹp cho mọi người luôn. Có mẫu bận luôn ha. Rồi lên đơn gì mình size M, 55k size M, không ở đâu có đâu mọi người ơi. Siêu đẹp, phải đẹp lắm. Size M gì mình nha, màu này cũng cực kỳ đẹp luôn ha. Size M 55k gì mình, size M 55k, size M, size M 55k. Cái quần công sở nữ hả? 55k cho mùa hè. Rồi cái này size L nè mọi người nè, size L. Size L giùm mình nha mọi người nha, bao đẹp luôn ha. L giùm mình luôn. L này mình tặng như cái này 49k này, size L 49k giúp mình nha. Cái này là nó rắp phía sau nha. Rồi ai chúc mã này comment mã size L giùm mình, 49k mã size L. L 49k giúp mình. L 49k. Ủa mà tặng 25k là mã nào ta? Trương Cẩm Linh nè. L 49k cho Trương. À à gì à, Trương, Trương Cẩm Linh ơi, mã tặng là còn size 31 đúng không? Đúng ok dùm chế nha. Đúng không ok dùm chị nha Cưng ơi. Rồi L cho Trương Thị Yến nè. Kèm giá tiền nha. Rồi L 49k Trương Thị Yến nè mọi người, nên lưu ý là kèm giá tiền giùm mình để khỏi bị lộn nha. Rồi con này size S giùm mình nè. Size S giùm mình nha mọi người ơi, 55k size S. Size S 55k. Trời đẹp quá. Đúng rồi. Rồi size 55k giùm mình nè, siêu lưng cao nha mọi người. Cái này là đều có mẫu á, nếu mọi người vô trang mọi người nhìn là mọi người thấy nha, có đăng nha. Siêu lưng cao mà dạng ống suông như vậy cực kỳ đẹp nha, bằng máu crop top là bao phê cho mọi người luôn nha, đẹp lắm ha. Rồi ai chúc lên đơn giùm mình comment mã S giùm mình. Mã S 55k, mã S nha mọi người nha, mã S 55k rẻ quá trời. Mã S 55k giùm mình.
Nó có size á Bọ Hạnh ơi, như ví dụ mình bận size bao nhiêu mình chốt size bấy nhiêu nha. Size S là tương đương với cỡ khoảng size 26-27 nha. M là cỡ khoảng là size 28. L là khoảng size 29 nha. L khoảng size 29. Rồi cái này nó có SML nè. SML cái này nó riêng này đủ size nè. Riêng này đủ size nha, SML. Rồi ok nha, Trương Cẩm Linh nè. Rồi con này mình tặng luôn nha. Cái này là có trên trang hết nha mọi người nha. Có đăng trên trang hết nha. Tua like luôn bao đẹp cho mọi người luôn nha. Đây. Rồi tặng luôn 49k. Rồi cái này ai chúc mã nào comment mã xám nha. Mình xám đen á. Cái này xám đen nha. Dễ bận áo nha. 49k nó có size SML dùm mình nha. 49k SML dùm mình comment mã xám nha. Tua like luôn bao đẹp cho mọi người luôn ha. 49k. Nó có 3 size nha mọi người nha. SML dùm mình nha. SML. SML nha mọi người nha. 49k giùm mình ha, SML. Ống suông nha mọi người, dễ mang nha. Cột lại để nó bỏ vô một cái đi đó, cột lại. Nó còn cột ít nữa kìa. Rồi em mời cho Nguyễn Thế Nhân lên số điện thoại giùm em đi Nguyễn Thế Nhân ơi. Chị Trang Phạm ơi, lên lại số điện thoại giùm em với cho Facebook mới á chị ơi. Facebook mới là cho nên là nó không có lưu số điện thoại khách cũ đâu. Dạ rồi em cảm ơn chế nha. Rồi cảm ơn chế. Lấy đơn sau này, lấy đơn sau này. Chấm bài giùm em đi mọi người ơi. Trời ơi đẹp chưa nè mọi người nè, siêu đẹp luôn nè. Ôi dồi ôi. Rồi con này size của nó là size size M luôn nha mọi người nha. Là bị đứt mất cái mạc rồi, ML gì đó. Cái này size ML gì đó. Ủa cái thước dây đây nó mất tiêu rồi. Đứa nào lấy quậy thước dây, thằng bé nó lên nó quậy quá. Rồi đây nha mọi người nha. Size này có khoảng size M quá. M hoặc L gì đó. Cái mã này đẹp nè mọi người nè. Rồi comment mã này, mã 1 giùm mình đi nè. Ai chúc mã này lên mã 1 nha mọi người nha. 55k mã 1 bao đẹp cho mọi người luôn nha. Ống suông siêu đẹp luôn. Cái này chất cô tông mềm nhưng mà là ba cái chất mà ba cái hàng cứng ngắt đâu nha mọi người nha, mềm mịn lắm. Rồi 55k. Cái này là size M giùm mình nha. 55k size M giùm mình ha các tình yêu ha. 55k size M. M. M cho Phan Thị. M cho Phan Thị. Rồi con này size S nha các tình yêu nha. Con này size S cho mình nè. Rồi mã này size S nha. Cái này là do là nó gấp vô về là nên là cái này mọi người bận là nó thẳng lên nha. Siêu đẹp luôn á. Rồi mã này mã S nè. Ai chúc mã S lên mã S cho mình nha. Nè, rách luôn ha. Đẹp luôn nha mọi người nha. Rồi mã S này mình tặng luôn 49k. Ai nhanh tay được nè em tặng em xả hết cho mọi người chốt luôn ha. Rồi 49k đúng rồi đúng rồi. Rồi 49k. Không có S đâu Phan Thị ơi. Cái đó nó có size M thôi. Nó không có S đâu Phan Thị. Cái đó nó size 27 á. Size 27 à. Cái đó là size 27 nha. Còn cái này là S nè. Mã này là mã S nha mọi người. Mã này bếp ghi nè. Nếu mà thấp người là bận thành quần dài nha. Rồi cái này mã S giùm em nè. Rồi mã S em tặng luôn 49k nè. 49k cho nó nhanh. Rồi 49k cho Phan Thị nè. Rồi xả cái đó ra qua cho Phan Thị xả đó ra. Lấy cái này đi. Ốc cái đó bỏ qua cái này đi. Rồi con này cũng size M giùm mình luôn nè mọi người nè. Nhấn máy kia không? Rồi con này size M tặng luôn 49k size M nè mọi người nè. 49k size M nha các tình yêu nha. Trời đẹp quá đẹp luôn. Size M 49k giúp mình nha các tình yêu ha. M comment mã M 49k. Rồi con này size L. Cái này nó dạng như nó may viền hai bên này. Nó làm như là kiểu nè, siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Cái này dễ thương nè. Rồi con này có khoảng size S thôi. Bắn lộn size. Cái này khoảng size S thôi nha mọi người nha. 49k size S. 49k size S giùm mình. Dễ thương chưa? Này dễ thương lắm nè mọi người ơi. Rồi 49k size S giùm mình nha. Size S 49k.
SS49. Rồi size M nha mọi người nha, size M. Cái này nó bị gì ta? Cái này là kiểu là bị ấy ta. Cái này nó móc có phía sau nè. Cái này móc phía sau vậy mình tặng cho mọi người đi nè. Này nó móc phía sau như vậy nè mọi người nè. Và cái này tặng cái tỷ điểm 25k đây, comment mã lỗi tặng 25 nè. Mã lỗi tặng 25k nha mọi người nha, mã lỗi giùm em nè. Mã lỗi tặng 25, xem M. Xem M comment mã lỗi tặng 25k nha, lỗi tặng 25. Mã lỗi tặng 25k. Lỗi 25 cho mùa hè nè. Cái nào lỗi là mình đập lỗi nha mọi người nha. Rồi vậy là cái này đủ size nè, SML nè, cái này là bình thường nè, rồi 49k, cái này size S nè mọi người. SML nha, 49k nè. SML nha mọi người nha, 49k. Cái này nó còn size S chứ size L thôi nha, em M bán rồi, em L chốt rồi nha mọi người, em M nó bị lỗi á. Lỗi tặng 25 á. Rồi cái này nó cũng có 3 size đủ size nè. Cái này cũng SML luôn nha mọi người nha, cái này đẹp nè các tình yêu ơi. Cái này cực kỳ đẹp luôn nha, SML giùm mình luôn ha. Rồi con này 55k, SML giùm mình nè. Ngoài cực kỳ đẹp nha mọi người nha, ống suông siêu đẹp luôn ha. Rồi ai chốt đen lên đen giùm em nha, đen giùm em SML 55k thôi nha mọi người nha, 55k cực kỳ đẹp. Cái này nó có rách luôn ha mọi người ha, nó có rách rối nè. Cái dạng ống suông nha mọi người. Cái này mọi người lên trên trang đây thấy mấy con mẫu nó bận là biết ngay và liền, đẹp lắm ha. Rồi lên đơn giùm mình nè. Rồi cái này nó ai chút đen lên đen SML chấm bài đi mọi người ơi, còn ai đang xem không? Rồi chấm bài nha, cái này 55k giùm mình comment mã đen nha. Nó có 3 size, size S, size M, size L giùm mình. Rồi ai chút mã đen lên mã đen. Quay từ đây giống nhau. Rồi mã đen nha các bạn yêu nha, mã đen SML. Coi như lật cái tay. SML giùm mình. Rồi cái này size S siêu lưng cao nè. Cái siêu lưng cao này tặng cho các bạn yêu 49k thôi nè. Siêu lưng cao mà co giãn mạnh nha mọi người nha. Co giãn siêu mạnh như vậy nè ha. Cực kỳ đẹp như vậy nha mọi người nha. Đẹp lắm luôn. Rồi comment mã lưng cao giùm mình đi. Comment mã lưng cao giùm mình nha. Không đẹp không lấy tiền luôn. Mã lưng cao này tặng luôn các bạn yêu 49k nè. Cái này có hộp nút gài ngang đây nha. Trời ơi mẫu bận là bao phê bao đẹp luôn á. Rồi lên đơn giùm mình. Comment là siêu lưng cao giùm mình nha mọi người nha. Siêu lưng cao form rất là đẹp tặng 49k. Jean này là jean thun nha mọi người nha. Jean thun co giãn mạnh nha, 49k giúp mình. 49k. Rồi nó cũng có đủ size nè, SML nè. Rồi lưng cao nè. Không có size L đâu, cái đó size S đúng không? Mở từ size S đúng không? Cái quần đó size S đúng không? Cái đó nó không có size L nha Trương Thị Yến ơi, do là nó lẻ size thì mới tặng 49k á. Lên đồ bé nãy giờ rồi, Phan Thị coi like lại đi. Phan Thị coi like lại nha. Rồi lưng cao cho mùa hè nè. Coi like lại đi, nãy có like đồ thể thao cho bé. Rồi con này size S nha mọi người ơi, size S rồi nè. Chưa ra đơn à? Bỏ cái đây. Rồi lên đơn nha mọi người nha, lên đơn giờ mình size S rồi, mấy này đẹp quá trời luôn á. Vải này zin lụa này nó mềm kinh khủng luôn, rồi size S giùm mình nha. Betgy mọi người ơi, cái này mấy này Betgy nha mọi người nha, Betgy. Rồi lên đơn giùm mình nha. 49k giùm mình size S. Comment mã này là mã mã 2 đi. Rồi 49k cho Phạm Kiều. Rồi nó có M và L luôn nha mọi người ơi, cái này đủ đi nè, có M L luôn nha mọi người nha. Cái này nó có mã này, nó có size M với size L luôn nha. Hết S rồi Phan Thị ơi. Còn M với L à, hết S rồi. Còn M với L thôi nha, hết S rồi. Còn size M với size L thôi, hết size S. Nãy giờ ăn lấy M rồi, ok vậy đổi M cho Phạm Kiều đây rồi bỏ size S cho Phan Thị.
tầm kiều á, cái S bỏ đổi là thay size M. Rồi cái size L cho Diễm Anh luôn ha. Nói chung 49.000 mọi người, không có mua ở đâu có đâu, xỉu chưa có rồi đó. Cái này quá rẻ luôn nha mọi người nha, rẻ lắm, không có giá này đâu mọi người ơi. Rồi nó lọt vô một cái ri quần lửng siêu đẹp luôn nha, trời ơi phê luôn. Tặng luôn cái tình yêu 49k thôi, siêu co giãn nha mọi người nha, siêu co giãn luôn. Mấy cái này bận lên không cưng, không xịn, không lấy tiền nha. Siêu lưng cao, mẫu mới đang hot nha mọi người nha. Mẫu mới nhất bây giờ luôn, đang hot luôn ha. Rồi con này size S nè, có size nào mình đọc size đó nha, size S luôn, tặng 49k luôn nha. Cái này mà bận áo crop top không đẹp, không lấy tiền luôn nha mọi người nha. Tua line nè, bao đẹp luôn nha. Lưng cao cái này là bận trên gối, mẫu mới là trên gối chứ không phải là bận dưới gối nha. Không phải là bận quần lửng mà bận ngang gối gì đâu, bận trên gối mẫu mới ha. S giùm em 49k nè. Đẹp lắm mọi người ơi. Đẹp lắm luôn á. Tặng bán tương tác thôi chứ không phải bán lấy lời đâu. Rồi ok nè, chốt S cho Phan Thị nè. Em lấy hai cái áo hả? Thích cha rồi, chốt rồi, quăng vô đóng rồi à, Kiều ơi, chốt cái sao làm chị nha. Đó, S đó cho Phan Thị á. Đó. Hả? Trời ơi, giống nhau mẹ nó. Điên tôi đặt cho cái gì. Rồi size M nha, lưng thun. Trời ơi, cái này VIP quá mọi người ơi, xịn lắm luôn. Cái này xịn lắm, em tặng cái này cho cái tình yêu 55k thôi nè. Xịn cực kỳ, co giãn mạnh nha mọi người nha. Rồi cái này 55k size M, lưng thun dễ bận cực kỳ nha mọi người nha. Lưng thun siêu xịn luôn nha. Rồi 55k giúp mình đẹp lắm luôn mọi người ơi. 55k size M siêu co giãn nha mọi người nha. Cái mẫu mà bây giờ nó đang hot bây giờ nha, tua lai mà nằm trên gối như vậy nè, mà cái này lưng thun là nó dễ bận cực kỳ, dễ bận nha mọi người nha. Size M 55k giùm mình, không đẹp không lấy tiền luôn nha. Size M 55k, trời ơi đẹp xỉu luôn. Cái này đợt trước mình bán 99k nè, cái đợt trước ai mua không nè. Cái đợt trước mấy cái hàng mà trên gói đó bán 99k. Rồi cái nào M là 55k nha Hồng Vân ơi, M 55k nha cưng ơi, M 55k Hồng Vân ra 55k em chị đây. Nói chung là cái hàng này hàng sale thanh lý hết trơn á, chứ không có bán đâu. Trời ơi đẹp chưa, trời ơi bút bê rì luôn nè mọi người ơi, bút bê rì luôn, siêu đẹp luôn nha. Lưng này siêu đẹp luôn nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Rồi con này size M, trời ơi đẹp xỉu luôn. Rồi tặng con này 59k, ở đâu mà jean lụa mà xịn như vậy. Hồi chiều mình có bận cái quần jean đi lấy hàng á, mọi người biết không, cái quần đó mà nó tới 400 mấy chục ngàn, nó cũng jean lụa y chang như vậy nè, mà mình bà mình mua tới 400 mấy chục ngàn, gần 500 ngàn cái con quần đó đó, nó jean lụa y chang như vậy thôi nè, nó mềm nó mịn như vậy nè, nhưng mà mình thích bận cái dạng đó, dạng như vậy nè, mềm mềm như vậy nè. Cái này thun mạnh luôn nè mọi người ơi, ai chốt con này là phê luôn nè mọi người nè. Sửa đi 55k em mời. Rồi M giùm mình nha, 59k giùm mình nha, không xịn hoàn tiền nha, bút bê rì xịn luôn nha. Cái này là jean lụa rồi mà còn co giãn mạnh như vậy nha mọi người nha, xịn lắm luôn á. Cái này á, nói chung là cái vải này mình nhận về sướng cực kỳ luôn. Cái này có ai lấy không, lấy mình, lấy mình bật. Đúng rồi, sửa 55, sửa lại. Rồi ai chúc lên đơn nha, M 59k. M nè, cái hàng này là đẹp lắm. M 59 nhưng mà là 49 nha. Cái mã nào mình đọc là mà mình đọc cái giá đó nha. Rồi cho gì à, Nguyễn Thảo một con, cho Phan Thị con này, xịn như vậy nè mọi người ơi, không bao giờ mọi người mua được rẻ gì đâu. Mọi người không mua cái shop của mình, không mua đâu mà được rẻ gì đâu. Mình cung cấp sỉ cho khách nó về, nó còn bỏ lại cho sỉ nữa, chứ không phải là khách like không đâu, không nha mọi người nha. Đẹp lắm. Trời ơi cái này nhận về phê luôn á. Rồi cái này cho Nguyễn Thảo này nè, đẹp giả mang luôn Nguyễn Thảo ơi. Rồi cho Nguyễn Thảo nè, Phan Thị ra cho. Cho Nguyễn Thảo ở đó, rồi cho Phan Thị một con. Đẹp lắm. 59 ngàn rẻ bèo. Hả? Đúng rồi. Giống nhau mà. Cái này nó hai nút nha mọi người ơi, con này nó hai nút nè, con này đẹp nè. Con này đẹp cực kỳ luôn nha. Con này mình tặng nè mọi người, ai chúc mã này lên mà tặng cái này size L nha mọi người, cũng siêu lưng cao luôn ha mọi người ha. Siêu lưng cao như vậy nè.
Nhưng mà cái mã này mình nói luôn nha, mã này là nó bị dơ đường nắp gấp ngay đây tí xíu nè. Mình tặng cho mọi người ngồi comment mã tặng nè, comment mã lỗi nhẹ nè. Kìm comment cái mã này nó dơ ngay đây xíu nè, mình tặng cho mọi người với giá là 35k nha. Em sợ lỗ tặng cái tin yêu 35k nè. Ai chúc mã này comment mã dơ 35 đây nè, xanh lời giùm em nha. Mã dơ 35k xanh lời đẹp lắm. Mã dơ 35k xanh lời giùm mình nha mọi người nha. Mã dơ 35k xanh lời. Mấy cái này mình bán là bán lỗ. Rồi mã dơ cho mùa hè nè. Có mọi người về giặt sơ là ok ha. Rồi ai chúc này comment xem mờ giùm mình nè, xem mờ. Xem mờ nha mọi người nha, đẹp quá trời luôn ha. Xem mờ nha, tặng hết cho các bạn 49k đi. Mấy con này tặng 49k đi, đẹp lắm. Cái này mọi người lên trên cái trang mình là thấy mấy con mẫu bận là mọi người phê liền luôn á, đẹp lắm. Rồi ai chúc lên đơn giùm mình cái mã này xem mờ nè. Em mờ tặng luôn 49k thôi. Rẻ bèo luôn á, chưa từng thấy luôn nha. Mọi người phải xem like nha. Mọi người mà nhận hàng về đẹp nhớ quảng cáo giùm cho mình nha mọi người nha. Nói chung cái này là bán lấy tương tác chứ mà là bán lấy lời, đã toàn bộ là bán lỗ không cho mọi người á. Thành cho nên mọi người nhận hàng về mà đẹp rồi quảng cáo giùm mình nha. Size 30 này nó xịn như vậy nè mọi người nè. Nó xịn kinh khủng luôn nha. Cái này nhập vô 100 mấy chục ngàn, nó xả 59k này, size 30 59k. Ai nhận về thì biết nha, cái này là trên gối nha mọi người nha. Jean này là jean lụa nha, jean thun mà xin thun lụa. Nó bao sướng nha mọi người luôn, sướng cực kỳ luôn nha. 59k thôi, nó rẻ thúi luôn á, rẻ xình luôn nha mọi người nha. Đẹp kinh khủng luôn, 100 mấy vốn đó. Quần lửng nhưng mà nhiều cái nó mắc hơn quần dài luôn. Chủ yếu là chất liệu vải nha mọi người nha. Size 30 59k giùm mình, size 30 quá đẹp. Size 30 59k nha. Ai chúc size 30 lên size 30 59k. Ủa nó lọt vô đâu cái quần nam vậy trời. Rồi lọt vô một cái quần nam xịn luôn, tặng luôn 59k nè. Quần nam này size của khoảng size 28, 29 nha mọi người. Cũng là có thun nhẹ nha mọi người nha. Rồi quần jean nam 59k luôn nha, size 28, 29 giùm mình nè. Phạm Kiều đâu chút ngay và liền cái này cho con nó bận nè, siêu đẹp luôn nè. Rồi lên đơn nha, 59k, chỗ quần lụng nó đẹp dạ mê. M nào 49k. Có nào để giờ có M, có một cái M mới vừa bỏ lên á. Nằm ở dưới. Rồi ok, M 49k cho Tâm Mignon nè. Chốt thêm món rồi đi đơn nha cưng ơi. Rồi lên đơn quần già nam giùm mình nha. Ai chúc nam lên nam 59k. Cực kỳ đẹp nha. Nếu mà ai mà đã mua hàng nam rồi là biết nha, đẹp lắm. Rồi nam 59k giùm mình. Rồi nam 59k cho Võ Hạnh nè. Các ai chúc quần túi hộp đồ của nam không nha. Túi hộp nam rồi, nói chung là đồ nam mình nhiều lắm. Ai chúc túi hộp nam đồ nữa thì cứ comment. Rồi cái này là vừa lưng thun vừa dây kéo luôn nha mọi người nha. Mấy mẫu này bây giờ đang hot nhiều lắm luôn nha mọi người nha. Rồi ai chốt lên đơn nè, cái này size nhỏ thôi. Xé thôi nha mọi người ơi, 49k size S cho mình nè. Comment lưng thun cho mình nha, vừa lưng thun vừa dây kéo như vậy nha mọi người nha. Rồi 49k size S. Size S 49k. Của cái nam này ra mở vô nè. Nam 49k size S 49k. Size S 49 nha mọi người nha. Được nha Hồng Vân nha, được nha. S 47kg là vẫn ok nha. S 47kg là ok á. Rồi lên đơn nha mọi người nha. Comment xanh đen giùm mình, comment xanh đen nha. 49k. Xanh đen này tặng 49k luôn nha mọi người nha. Chấm bài đi mọi người ơi. Hết người xem rồi đúng không? Hết người xem chuẩn bị nghỉ nha. Rồi ai chốt lên đơn nè, comment cho mình là cái mã này, mã xanh đen S giùm mình nè. Xanh đen S giùm mình nha. Cái này hình như nó có đủ size SML mọi người ơi. Rồi 49k nha, comment mã xanh đen giùm mình nha. Xanh đen cái này là bét ghi nha mọi người nha. Bét ghi dễ bận cực kỳ luôn ha mọi người ha. Người lớn bận được mà trẻ em bận được luôn nha. Đúng rồi, cái S mới bỏ xuống Hồng Vân ơi, cái đó size S. S vừa lưng thun vừa dễ kéo 47kg bận được nha, dễ bận lắm.
Có ai muốn chốt đồ bộ pyjama hay là đồ bộ thể thao gì mọi người xem like lại rồi có gì mọi người chụp hình hay là trời ơi ông nội cái này nó kỹ dữ vậy. Không thấy được luôn. Quần của em là có quần đinh dài xịn nè Phạm Kiều ơi. Có quần đinh dài xịn nè được không? Trời ơi siêu lưng cao đẹp chưa nè. Rồi siêu lưng cao này cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn sò nha mọi người nha. Con này size cỡ nó size 26 27 nè mọi người. Con này size 27 nè, form đẹp như vậy nè mọi người nè. Cái này mà dáng là bận là siêu chuẩn luôn nha mọi người nha. Rồi tặng con này 59k luôn, siêu co giãn nha mọi người nha, siêu co giãn. Rồi comment mã siêu lưng cao 59k size 26 27 giùm mình nè. Trời đẹp dã man luôn, nhức nách luôn nha, nhức cái nách luôn nha. Siêu lưng cao nha, form này là bận lên là khỏi chê được đường nào chứ á. Đẹp dã man luôn, hai nút nha các tình yêu nha. Hai nút. Rồi comment mã siêu lưng cao 59k giùm mình. Mã siêu lưng cao 59k, trời ơi tua like nữa, đẹp nhức nách chưa? Đẹp nhất cái nách luôn mọi người ơi. Rồi size 27 giùm mình, size 627, cái này size 27 nha mọi người nha, size 27 giùm mình. Size 27 nha, 59k không đâu mà có cái giá mà rẻ thúi như vậy đâu mọi người ơi. Trời ơi nó đẹp, phải nói là xuất sắc luôn, cái này đẹp lắm luôn nè. Cái này cực kỳ đẹp luôn nha, có 59.000 mà mình tặng cho mọi người chứ không phải là bán đó. Quá rẻ luôn. 59k. Ai vừa chốt cái siêu lưng cao nó đẹp lắm, Phân Thị đi ra nè. Rồi cái con này xanh L nè mọi người ơi, xanh L mà cái này chắc to lắm á. Cái này chắc Phạm Kiều vận vừa nè, Phạm Kiều ơi, cái này bự chà bá luôn nè. Cái này chắc cỡ khoảng 60-65kg luôn nha mọi người nha. Cái này ai size to hút mua liền con này nha. 60-65kg nó bị rách bao nó dơ tí xíu ngay đây nè, mình xả luôn cái tình yêu 39k nè. Comment mã dơ nè, dơ nhẹ tặng 39k nha, size này 60-65kg lần nha mọi người nha. 60-65kg tùy theo chiều cao mọi người nha. Cái này size to lắm. Rồi 60-65kg giùm mình nè. Giờ 39k. Cái này lấy bịch khác đi. Nó là sao rồi dán được. Gỡ ra xét rồi mà đâu dán được đâu. Rồi giờ 39k cho Diễm Anh. Rồi L luôn nha mọi người nha. Ai chúc L lên L giùm mình nè. À, đó. Lấy bao mới bỏ ra đi. L này mà sao mình thấy nhỏ quá mọi người ơi. L này biết nó có lên lộn sai mà thấy nhỏ lắm. Cỡ khoảng M thôi mọi người. Chút cỡ M thôi mọi người ơi. Nó lên L nè. Nó để size L nè mà sao mình thấy nhỏ lắm. Ai chúc là cỡ size M thôi nha mọi người nha. Size này cỡ size M thôi. Ai chúc mã này lên mã M tặng luôn 49k đi. Tặng 49k cho nó nhanh hết hàng nha. M tặng 49. M tặng 49k. Nó có hai size này. M dưới này size nhiêu đây. M và size S nha mọi người nha. Cái đó cỡ khoảng M Diễm Anh ơi. Chị thấy nó để L mà chị thấy nó nhỏ lắm. Nó nhỏ lắm nha. Em có chốt giùm cho ai chốt nha. Cái này S nè mọi người. Ai chúc S là lên S nè. Ai cho bé lên S nha. Yến Lực nè. Yến Lục mà Yến Lục thì nè có số điện thoại chưa nè. Con này Yến Lục có số điện thoại chưa? Con nhìn con Yến Lục có số điện thoại chưa nè. Có đơn chưa? Rồi S cho mình nè. Ok nha. Rồi cái này sẽ S cho mọi người nha. Ý ơi mày đang like mày chịu qua chị lại đó. Rồi sẽ S cho mình 49.000 rẻ lắm luôn á mọi người ơi. Thật sự luôn rẻ kinh khủng luôn. Quần rin mà quần dài nữa, giá này nó rẻ giả mang hơn 49-59 ngàn. Mấy cái ấy bán rẻ nữa. Bao nhiêu phí, chị đọc cái size á Nguyễn Thảo ơi, chị có đọc size á cưng. Chứ sao đa số mà mấy cái quần này á, bé ghi này á, mấy màu này nó đẹp. Ê 49 cho Phạm Kiều. Rồi cái này size L nè mọi người nè. Con này size L nha, tặng luôn 49k nè. 49k là toàn là bộ tặng hết cho mọi người, cho bán buôn cái gì mà 49.000 ha. L49k bao đẹp luôn nha. Cái này lưng cực kỳ đẹp nha mọi người nha. Lưng cực kỳ đẹp luôn á. Rồi ai chúc mã này là mã L giùm mình nè. Mã suông nha mọi người. Cái này mấy con mẫu nó bận nó đẹp lắm. Cái này là có hình mẫu hết trơn luôn nha mọi người nha. Hết đúng rồi đúng không? Hết rồi.
Rồi cái này L giùm mình nha, xả luôn 49k nè. L49 nha các tình yêu nha. Trời ơi tê lắm nè, đẹp như vậy nè các tình yêu ơi. Dạ mang luôn á, 49 kìa. L49 giùm mình nha. Ai chú L lên L49k. Rồi mã này size M. L cho chị Tú mở. Cái này là size M nha mọi người nha. M này tặng luôn 49 đây nè. M này em tặng luôn 49k cho các tình yêu nha. Đúng rồi. Cái này là có túi nhỏ bên trên, siêu dễ thương nha mọi người nha. Cực kỳ dễ thương luôn nè. Rồi size M dùm em luôn, 49k size M. Size M49. M49 cho Yến Lục. S giùm mình luôn ha, ai chúc S lên S. Ông nội ơi sao nó để sai S là ra. Yến Lục S nha mọi người nha, ai chúc S lên S giùm mình nào. Rồi xả tặng luôn 49k đây, đẹp quá trời luôn á mọi người ơi. Không có cái chỗ nào mà bán rẻ như vậy luôn á, thật sự luôn nha, siêu đẹp luôn nè. S giùm mình luôn 49k, quá đẹp luôn các chị ơi, cái này đẹp lắm. Màu này cực kỳ đẹp, tua lai nha mọi người nha, đẹp kỳ luôn. Cái này bằng máu cực ra top rồi là hết bài đúng không mọi người ha. Rồi S giùm mình. Ai chúc S lên S nha. Rồi con này size 27 nè, hồi nãy ai chưa chốt được mấy con lụa nè. Lụa xịn nè. Cái này size nè, size M nè mọi người nè, size M nha mọi người nha. Rồi M này mình tặng 49k, size M49 nè. Size M49k nha mọi người nha. Rồi comment mã này cho mình là mã 5 đi ha. Comment mã 5 đi, mã 5 đi nha mọi người nha. Cậu bị lộn ha, mã 5. Mã 5 49k. Nó có size L và size M nè. Các từ từ. Mã 5 nó có S luôn nè mọi người nè. Mã 5 này nó có size S luôn nha mọi người nha. Mã 5 này có size S luôn nha. Tặng luôn 49k mã 5. Mã 5 nó có size S luôn nha mọi người nha. Mã 5 size S luôn, còn nữa lộn á. Mã 5 size S luôn nha mọi người nha. Mã 5 M cho Yến Lục. Trời ơi đẹp quá à. Vừa đi kìa. Trời ơi tui quá. Họ đẹp quá trời luôn mọi người. Xinh quá trời xinh luôn nha mọi người. Còn S đẹp lắm. Này lụa đẹp ghê luôn. Bách ghi đẹp quá trời. Rồi giờ lên như nữa mọi người nghĩ nha. Có ai chốt quần tay nam không? Có ai chốt gì nữa không mọi người ơi? Ai chốt gì nữa không? Ai chốt gì nữa không mọi người ơi? Ủa sao mấy cọc kia cọc gì ta? Còn cọc này nè. Còn ai xem không? Thôi nghỉ nha mọi người ơi, nghỉ nha. Bye bye mọi người, hẹn mọi người ngày mai nha. Nghỉ nha mọi người nha. Đồ bộ á. Bye bye mọi người, chúc mọi người ngủ ngon nha. Hẹn mọi người ngày mai nha mọi người nha. Hết người xem rồi, nghỉ nha mọi người ơi. Quần tay trung niên đi hết cho khách rồi à, Hồng Vân ơi. Hôm bữa đó không chịu chốt thì chốt hết cho khách rồi. Đi hết cho sỉ rồi, sạch sẽ. Chỉ có hôm bữa là cái gì Yến nè ta. Trương Thị Yến là trúng mánh chốt được 4 con là ok luôn á. Trương Thị Yến hôm bữa là chốt được 4 con ok luôn nha. Rồi các ai chốt bộ pyjama đang bận nữa chốt nha. 2 bộ 150 nha mọi người nha. Ai chốt pyjama đang bận nữa chốt lên đơn nha. 2 bộ chỉ có 150k thôi mọi người ơi. Do mình cao mình bận như vậy là cũng vừa rồi nha. Nhưng mà mình lại thích bận như vậy, mình không thích bận dài. Do mình cao mình không có thích bận dài. Rồi lên đơn. Rồi ok.
còn riêng đùi không chị? Còn mấy con mà bữa em có chốt rồi á cưng ơi, đây nè, chỉ còn mấy con này em có chốt rồi, em chốt cho chị hết trơn rồi nè. Còn mấy cái con riêng đùi nè, em chốt mình lên đơn nè nè, có riêng đùi rồi. Ủa sao móc ra đúng gì vậy? Cái này riêng đùi chỉ còn đó, con này. Ủa hồi nãy thấy lòi cái cọc đường riêng đùi ra nè, đâu ta? Nhiều quá nè, em bữa chốt mã này chưa nè? Chốt em lụa rách 49k chưa? Chưa luôn, chị không thấy. Rồi ok, 49k cho Phạm Kiều nè. Cái size S nè, bo cái size S mới vừa rồi đâu, set vừa bỏ ra đó, cái size S rách mà bỏ xuống cuối cùng á nè. Cái này size to nè mọi người ơi, cái size này có khoảng 60-65kg là dư vừa thoải mái luôn nè mọi người nè. Size này là size 31 cho mọi người nha. Hôm nay em tặng luôn 75k, bữa phần Phạm Kiều chốt 85 đúng không? Đúng rồi, mà S á, bên trong là S à. Bên trong là S à. Cái mẹ đó, cái mẹ nó vậy á, cái nào đó cũng vậy chứ á. S hai cái. À, riêng đùi nam hả? Đùi nam còn ít lắm. Duyên Phạm, chờ cái gì Duyên Phạm đi, chốt cái gì, chờ cái gì vậy em ơi? Nãy giờ chờ mà không chịu nói chị đâu có biết em chốt cái gì đâu. Chị hỏi cái ai muốn lên cái gì thì ấy, lên riêng đùi đi chị. Riêng đùi mà riêng đùi đã bữa nào về lô vậy à, nhiều chị mới like được. Còn cái này là còn sót lại, nó bị rớt á, cái này hàng xịn luôn nè. Cái này không phải là rớt mà cái này hàng dưới shop của chị á. Xịn lắm nha, cái ai chốt size này size to, cái ai chốt thì tặng luôn cho cái tình yêu 75k thôi. Cái này mắc lắm, mấy hàng này hàng xịn mắc tiền lắm, nó không phải như bán hàng rẻ tiền đâu. Nếu mà ai đã chốt mấy con này rồi là biết nè, bao đẹp nha, tặng luôn 70k đi nè. Tặng con này luôn 70, ai vừa thì chốt nha, size 31-32, cỡ khoảng 60-65kg đổ về là vừa. 60-65kg đổ về là vừa nha, tặng 70k, đẹp chù cho mày nha, cái đó lọc ngực rồi nó đâm một cái là chết. Đây nè Phạm Kiều, còn cái quần đùi nè, hôm bữa như là em mới chốt quần đùi size to này, 35 còn con nè Phạm Kiều nè. Đùi nam á chị, à đùi nam hả, quần nam còn ít lắm, để ngày mai chị like nha. Sorry em nha, để em không nói chị không biết. Quần nam rồi, mai đi. Rồi cái này còn một con nè, tặng luôn 70k nè, Phạm Kiều chốt luôn đây nè, size to nè, đợt trước em có lấy rồi nè. 34-35 nè. Đợt trước như vậy kéo một phát một đẩy phát một quay cái điện thoại qua tới bên đây luôn à. Đẩy qua đây coi coi xoay cái nào lại. Rồi rồi đó rồi. Rồi được rồi. Nè xám nè, Phạm Kiều ơi, chốt mình lên đơn nè Phạm Kiều ơi. Chốt mình lên đơn nè, cái này 70 nè. Trời ơi, mình còn mấy cái này đẹp quá trời nè. 33 nè. Mai vừa thôi rồi. Đi đơn luôn. Duyên Phạm đi cho có đơn không? Nè 33 nè Phạm Kiều ơi. Này mình bán 200 mấy lần á. Con nghĩ nha mọi người nha, có còn chung váy rồi, mấy sọt đẹp đẹp không à. Mai đi cái ai mà chốt chung váy nè. Còn mấy quần jean thấy. Phạm Kiều quá chung nhà rồi, ok em nha, do Phạm Duy nha, ok ok em. Rồi mai đi. Mai nha mọi người nha, rồi nghỉ nha, cách tình yêu ơi. Không biết là ngày mai mình còn ít à nha Phạm Kiều nha. Mai thì còn ít quần sọt Vinh Nam mà, nếu mà ai chốt thì ngày mai vô chốt nha. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon nha, hẹn mọi người ngày mai. Bye bye.